Hậu duệ kiếm thần, Diệp Quân. Tập 17. Lục Thiên đang định nói thì một âm thanh từ trên trời vang lên, người đánh giỏi lắm sao? Giác. Thời không tách lìa, một chàng trai trẻ chậm rãi bước vào. Ngộ Minh học trưởng. Học sinh võ viện hô lớn. Đây là người đứng thứ ba trong võ bảng. Trong võ viện có võ bảng. Võ bảng này xếp theo thực lực, Ngộ Minh này xếp thứ ba. Mấy chục năm trước, gã đã rời khỏi thư viện, đi tới thế giới hư chân trong truyền thuyết, mọi người không ngờ gã đã trở về. Thấy Ngộ Minh trở về, đám đệ tử võ viện sau lưng Lục Thiên bỗng trở nên náo động. Ngộ Minh đứng trước mặt Diệp Quân 10 trượng, gã nhìn Diệp Quân bằng ánh mắt lạnh lùng, chẳng phải kiếm tông muốn chiến sao. Lên đi, một mình ta đấu trận sinh tử này. Chiến! Lúc này, đám đệ tử võ viện phía sau Lục Thiên đồng loạt hô lớn. Đám đệ tử thế gia và tông môn cũng hào hứng hét lớn. Chiến! Âm thanh như sấm sét, vang vọng khắp nơi, chấn động trời đất. Diệp Quân quay đầu nhìn Tào Bạch, Tào huynh, trận sinh tử có quy trình gì không? Tào Bạch nói, không có, lên đài sinh tử chính là trận sinh tử. Diệp Quân gật đầu, hắn nhìn Ngộ Minh, đột nhiên, hắn biến mất tại chỗ. Vụt! Một tia sáng xẹt qua sân. Tốc độ nhanh đến mức người trong sân đều không nhìn rõ. Thấy tốc độ của Diệp Quân nhanh đến vậy, Ngộ Minh hơi nheo mắt, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, gã không ngờ tốc độ của kiếm tu trước mặt lại nhanh đến vậy, nên không dám khinh thường, gã lùi về phía sau, cơ thể hắn lập tức trở nên hư ảo. Vụt! Diệp Quân đột nhiên phóng kiếm ra. Trong nháy mắt, một bóng người xuất hiện sau lưng Diệp Quân, nhưng Diệp Quân không quay người lại, cùng lúc đó, sau bóng lưng người kia xuất hiện một thanh kiếm. Thanh kiếm đó mới là sát chiêu. Còn người Ngộ Minh co lại, gã không ngờ thanh niên trước mắt đã đoán được cách đánh lén của gã. Gã không dám khinh suất, dùng hai tay ép xuống đất. Bùm! Trong nháy mắt, không xung quanh gã hóa thành một chiếc lồng bảo vệ gã. Xẹt! Kiếm của Diệp Quân đâm vào lồng không gian, tốc độ bỗng chậm lại. Lúc này, Ngộ Minh đã xuất hiện cách bên phải mấy chục trượng. Nhưng gã vừa dừng lại, không gian giữa lông mày gã nứt lìa, một nhát kiếm đâm tới. Ngộ Minh kinh hãi, hai tay hợp lại, một tia sáng màu vàng lóe lên. Bùm! Gã đã chặn được phi kiếm của Diệp Quân, nhưng lúc này, không gian trên đầu gã nứt ra, một thanh phi kiếm khác đâm xuống. Con người Ngộ Minh co rút cực hạn, chân phải dậm mạnh xuống mặt đất, thiên địa pháp tướng. Bùm! Một tia sáng bắn ra từ trên người gã. Trong nháy mắt, trên đầu gã xuất hiện một hư ảnh màu vàng to lớn, đạo thiên địa pháp tướng này chặn phi kiếm của Diệp Quân lại. Thiên địa pháp tướng là thuật thần thông, ít nhất là thuật thần thông cấp thần. Nhưng lúc này, trong mắt của mọi người, Diệp Quân bỗng đi về phía Ngộ Minh, mỗi bước hắn đi về phía Ngộ Minh, một thanh phi kiếm sẽ bay ra từ không gian quanh Ngộ Minh. Bùm! Thiên địa pháp tướng của Ngộ Minh chấn động kịch liệt, vội vàng lùi lại. Ngay lập tức, mấy thanh phi kiếm lại phóng tới. Cứ như vậy, trong mắt mọi người, Ngộ Minh không ngừng lùi về phía sau, còn thiên địa pháp tướng kia cũng bắt đầu nứt ra. Kiếm tu. Lúc này, sắc mặt của mọi người đều trở nên nghiêm trọng. Bên phía kiếm tông, Trần Quan Tử nhìn Diệp Quân với vẻ kinh ngạc, thuật ngự kiếm, không ngờ lại có thể tu luyện đến trình độ như vậy, thật lợi hại. Tào Bạch gật đầu. Nghiêm túc nói, hắn đã mạnh hơn rất nhiều so với lúc trước. Ngao Thiên Thiên nhìn Diệp Quân, mỉm cười. Chàng trai này lại mạnh hơn rồi. Lục Thiên nhìn Diệp Quân với vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Rầm! Trước mắt mọi người, thiên địa pháp tướng kia vỡ vụn trong nháy mắt, Ngộ Minh kinh hãi, định lùi lại nhưng một thanh phi kiếm đã đâm đến giữa lông mày gã. Ngộ Minh sững sờ tại chỗ. Thua rồi! Gã không ngờ mình lại thua một kiếm tu cảnh giới thấp hơn gã. Diệp Quân nhìn Ngộ Minh với vẻ mặt bình tĩnh, hắn phất tay áo, phi kiếm giữa lông mày Ngộ Minh bay thẳng đến trước mặt hắn. Diệp Quân quay đầu nhìn người mang thiên mệnh, hung hăng nói, không cần đợi hai tháng, bây giờ ta muốn chôn ngươi luôn, mau cút xuống đây cho ta. Mọi người, cút xuống đây. Giọng Diệp Quân như sấm rền, chấn động cả trời đất. Công khai khiêu khích người mang thiên mệnh. Ngông cuồng. Không. Lúc này dù là những người ở phía sau Lục Thiên cũng lặng thinh. Họ không còn bất kỳ sự xem thường nào với Diệp Quân nữa.
Có thể đánh bại Ngộ Minh nhanh như vậy, thực lực này chỉ có thể nói là đáng sợ. Sau khi Diệp Quân dứt lời, không gian bỗng rơi vào im lặng, mọi người đều đang nhìn Lục Thiên. Bị Diệp Quân khiêu khích như thế, nếu không ứng chiến thì sẽ trở thành trò cười của thư viện Quan Huyên. Các kiếm tu bên Trần Quan Tử nhìn Diệp Quân nhưng trên mặt lại nở nụ cười và sự tán thưởng. Họ rất hài lòng với sư đệ vừa gia nhập kiếm tông này. Người của kiếm tông phải cứng rắn như vậy. Người mang thiên mệnh. Mẹ nó chứ. Dám chọc vào kiếm tông thì ta vẫn sẽ đánh ngươi. Lục Thiên khẽ cười, sau đó nhảy bật người lên rồi khoan thai đáp xuống đài sinh tử trước ánh mắt của tất cả mọi người. Khi Lục Thiên đáp xuống đài sinh tử, Diệp Quân bỗng biến mất khỏi chỗ đứng. Không có bất kỳ lời nói thừa thãi nào đã bắt đầu trận chiến. Vèo. Kiếm quang như sấm chớp xoẹt qua, không gian trước mặt Lục Thiên lập tức bị phá vỡ, tia kiếm quang lao đến. Thuấn sát nhất kiếm. Tốc độ của đòn tấn công này cực kỳ nhanh. Thế nhưng nhát kiếm này lại đâm vào trong không khí. Xoẹt. Kiếm của Diệp Quân đâm vỡ không gian, Lục Thiên đã không còn đứng đó nữa. Diệp Quân quay đầu lại nhìn, Lục Thiên lặng lẽ đứng ở nơi cách đó cả trăm trượng về phía bên phải, không gian xung quanh gã lóe lên tia sấm. Tốc độ nhanh hơn. Kinh lôi. Có người ngạc nhiên thốt lên, kỹ năng thân pháp cấp giản. Cấp đế vốn đã rất nghịch thiên rồi, mà từ cấp đế trở lên là cấp thần, nếu so sánh với võ kỹ cấp thần thì đó là sự tồn tại càng nghịch thiên hơn, ngay cả một vài thế lực lớn cũng không có bao nhiêu cấp thần. Còn cấp giản thì lại càng là sự tồn tại hiếm có. Cấp giản, đại đạo chí giản, thần vật này cũng chỉ có thư viện Quan Huyên mới có thể tùy ý lấy ra bất cứ lúc nào, dù là học sinh trong thư viện Quan Huyên cũng rất khó để có được công pháp của võ kỹ cấp bậc này. Mà bây giờ người mang thiên mệnh lại có thể tùy ý vung ra một chiêu võ kỹ thân pháp cấp giản như vậy, hơn nữa còn tu luyện đến mức thần nhập hóa. Khủng khiếp quá! Khuôn mặt của các kiếm tu bên kiếm tông sầm lại. Diệp Quân vừa gia nhập vào kiếm tông nên họ vẫn chưa truyền cho Diệp Quân vài kiếm kỹ mạnh của kiếm tông. Có thể nói Diệp Quân rất bất lợi trong phương diện võ kỹ và cảnh giới công pháp. Trên đài sinh tử, Diệp Quân quay đầu lại nhìn Lục Thiên, hắn rất bình tĩnh, không có hề tỏ ra hoang mang. Nếu đối phương bảo hắn giết chỉ bằng một nhát kiếm thì hắn chỉ có thể nói rằng thư viện Quan Huyên này xong đời rồi. Bồi dưỡng một người như vậy, sau đó bị giết chết trong tích tắc. Chắc chắn không thể nào nói nổi. Lục Thiên nhìn chằm chằm Diệp Quân, gã cũng không nhiều lời tiến đến trước một bước, gã xòe bàn tay ra, một phù ấn bí ẩn xuất hiện trong tay gã, nhưng đúng lúc này Diệp Quân đã biến mất khỏi chỗ lúc nãy. Một luồng kiếm quang xoẹt qua. Dĩ nhiên Diệp Quân sẽ không đợi Lục Thiên thi pháp. Thoáng chốc kiếm của Diệp Quân đã lao đến trước mặt Lục Thiên, nhát kiếm này nhanh hơn đòn tấn công lúc nãy, một kiếm phá quy tắc. Nhưng khi thanh kiếm này chỉ còn cách Lục Thiên vài trượng, một sức mạnh bí ẩn đáng sợ bao phủ lấy thanh kiếm, khí kiếm bị trấn áp trong thời không, cùng lúc đó vô số sức mạnh bí ẩn xuất hiện xung quanh trói buộc kiếm của Diệp Quân. Sức mạnh thiên địa. Thấy thế, sắc mặt đám người Tào Bạch trở nên u ám. Họ biết điểm mạnh nhất của Diệp Quân là tốc độ, mà bây giờ người mang thiên mệnh lại có cách nhắm vào tốc độ của Diệp Quân, chắc chắn thư viện Quan Huyên đã huấn luyện về tấn công với người mang thiên mệnh. Chỉ cần tốc độ của Diệp Quân bị áp chế thì cũng không còn gì đáng sợ nữa. Lúc này tay phải Lục Thiên siết chặt. Rầm. Khí kiếm trong khu vực đó bị nổ tung. Hay lắm. Đúng lúc này, bên võ viện có một thanh niên mặc áo dài hét lên, Lục Thiên học trưởng vô địch. Vô địch. Câu nói của thanh niên đó lập tức thu hút vô số ánh mắt. Thanh niên đó nhìn Diệp Quân ở bên dưới, cười nhạo thế mà còn dám khiêu khích người mang thiên mệnh đương thời à. Đúng là nực cười. Tào Bạch bỗng nhảy lên tiến vào đài sinh tử, y cầm kiếm chỉ vào thanh niên đó, xuống đây, một đánh một. Nghe thế, thanh niên đó biến sắc, gã nhìn Tào Bạch, cảnh giới của ngươi cao hơn ta, ngươi muốn ỷ lớn ăn hiếp nhỏ sao? Lúc này một thanh niên kiếm tông bỗng bay vào đài sinh tử, cậu ta nhìn thanh niên áo dài, cảnh giới của ta giống ngươi, xuống đây, một đánh một. Nghe thế. Sắc mặt thanh niên áo dài trở nên vô cùng khó coi. Thanh niên kiếm tông cau mày, còn ngây ra đó làm gì? Xuống đây, nhanh lên. Thanh niên áo dài nhìn thanh niên kiếm tông, bây giờ là trận đấu của Lục Thiên học trưởng và Diệp Quân, người nghĩ giờ chúng ta đánh nhau có ổn không?
Thanh niên kiếm tông cười khẩy, đây là người của võ viện sao? Nói rồi cậu ta và Tào Bạch xoay người đi. Sắc mặt các học viên võ viện đều trở nên khó coi, cú vả mặt này rát lắm. Đúng lúc này, một thanh niên võ viện trong đó bỗng chỉ vào thanh niên áo dài nói, hắn không phải là người của võ viện. Nghe thế, các học viên võ viện đều sửng sốt. Thanh niên võ viện đó nhìn thanh niên áo dài, ngươi là người của viện nào? Thanh niên áo dài trầm giọng nói, chúng ta cùng một nhóm, đều là người ủng hộ Lục Thiên học trưởng. Thanh niên võ viện lắc đầu, ngươi nói đúng nhưng việc ngươi làm thực sự khiến bọn ta mất mặt. Lục Thiên sư huynh tuy mạnh nhưng Diệp Quân cũng không hề thua kém, ngươi không nên vì khen một người mà hạ thấp người khác, thổi phồng Lục Thiên học trưởng bằng cách mất não như vậy. Hạ thấp người khác sẽ chỉ khiến người khác coi thường võ viện ta mà thôi. Sắc mặt thanh niên áo dài trở nên khó coi. Thanh niên võ viện nhìn gã nói, cút đi, đừng đứng chung đội với bọn ta. Những người võ viện khác nhìn thanh niên áo dài, ánh mắt cũng hiện lên vẻ không thiện chí. Thấy thế, thanh niên đó còn muốn nói gì đó nhưng lúc này Ngộ Minh nãy giờ luôn im lặng bỗng lạnh lùng nhìn thanh niên đó, cút. Nghe thế sắc mặt thanh niên thay đổi, không dám nói gì thêm nữa, chỉ đành bỏ đi. Sắc mặt đám người võ viện đều không tốt lắm. Họ không thích kiếm tông ngang ngược nhưng lại càng không thích loại người không có giới hạn. Nhất là lúc nãy, mặc dù Diệp Quân đã đánh bại Ngộ Minh nhưng lại không giết gã, phải nói hắn rất nhân nghĩa. Mặc dù là phe đối lập nhau nhưng cũng không ảnh hưởng ta tôn trọng ngươi. Ngộ Minh nhìn Diệp Quân và Lục Thiên bên dưới, lặng thinh không nói gì. Trên đài sinh tử, sau khi phá vỡ khí kiếm của Diệp Quân, Lục Thiên bỗng tiến đến trước một bước, lúc này dưới chân gã bỗng xuất hiện một đạo kinh lôi. Vèo! Thời không bỗng nứt ra, lôi quang đáng sợ cuồn cuộn lao đến, lúc này không gian nứt toác. Diệp Quân ở đằng xa híp mắt. Nghiêng người tránh khỏi đòn tấn công, hắn tránh ra khỏi đó mười mấy trượng nhưng cùng lúc đó một thanh phi kiếm không biết từ đâu bay tới, chém về phía Lục Thiên. Nhát kiếm này còn mang theo tiếng rồng gầm. Rồng gầm. Khi thanh kiếm này cách Lục Thiên mấy trượng, một sức mạnh bí ẩn đáng sợ lại bao phủ lấy nó. Thanh kiếm này. Sức mạnh thiên địa. Sức mạnh thiên địa xuất hiện trấn áp phi kiếm của Diệp Quân. Lúc này Diệp Quân bỗng tiến đến trước một bước. Lại thêm một phi kiếm bay ra. Phượng kêu. Bù. Thanh phi kiếm này đâm thẳng vào trong khu vực trước mặt Lục Thiên, sức mạnh lớn mạnh làm chấn động không gian xung quanh Lục Thiên. Thấy thế, Diệp Quân híp mắt, sức mạnh thiên địa của Lục Thiên tuy mạnh nhưng không phải là vô địch, cũng có thể phá vỡ được. Nghĩ đến đây, Diệp Quân bỗng tiến lên một bước, vô số phi kiếm bay ra từ không gian xung quanh Lục Thiên. Sau đó từng thanh phi kiếm chém vào khu vực của Lục Thiên trước ánh mắt của mọi người. Từng phi kiếm lao đến, khu vực trước mặt Lục Thiên bắt đầu rung chuyển dữ dội. Muốn phá vỡ nó. Thấy thế, sắc mặt mọi người đều trở nên trầm trọng. Đúng lúc này, trong mắt Lục Thiên chợt lóe lên một tia tà ác, gã lật tay phải lại, phù ấn bí ẩn bay ra, thoáng chốc một tia chớp dài cả ngàn trượng bỗng rơi từ trên trời xuống. Đánh thẳng vào nơi Diệp Quân đang đứng ở bên dưới. Nhìn thấy sấm chớp cả ngàn trượng đánh xuống, Diệp Quân bỗng biến mất. Hắn không đỡ tia chớp này mà đánh thẳng về phía Lục Thiên. Võ kỹ bình thường không có tác dụng với hắn vì tốc độ của hắn rất nhanh. Trong tích tắc Diệp Quân đã lao đến trước mặt Lục Thiên, đâm một kiếm tới, đòn tấn công này đâm vào khu vực thời không ẩn chứa sức mạnh thiên địa trước mặt Lục Thiên. Đột nhiên một tia sấm sét bộc phát từ phía sau Diệp Quân. Sóng xung kích sấm sét mạnh mẽ bỗng lan rộng ra, nhấn chìm Diệp Quân và Lục Thiên trong tích tắc. Lúc này mọi người đều trở nên căng thẳng. Bù! Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tiếng kiếm kêu vang vọng từ trên sàn đấu, sau đó một luồng kiếm quang phá vỡ sóng xung kích sấm sét đó. Rầm! Tia kiếm quang và lôi quang bỗng nổ tung, hai người đồng thời lùi liên tục về sau. Lần này cả hai đều lùi về sau cả trăm trượng mới dừng lại. Xoẹt! Ngay khi Diệp Quân dừng lại, hai thanh phi kiếm đã chém đến chỗ Lục Thiên ở phía đối diện. Ánh mắt Lục Thiên lóe lên vẻ nham hiểm, gã giơ ngón tay lên, hai lôi quang bỗng cuồn cuộn lao ra. Ở giữa, một lôi quang và hai luồng kiếm quang bỗng nổ tung, lôi quang và kiếm quang bắn ra tung tóe, không gian rung chuyển dữ dội.
không gian ở đây đã bắt đầu mạnh hơn nên sức mạnh của họ ngày càng khó phá vỡ không gian. Diệp Quân nhìn người mang thiên mệnh, phải nói rằng thực lực của Lục Thiên đã mạnh hơn lúc ở Trung Thổ Thần Châu không biết bao nhiêu lần. Người mà Thư viện Quan Huyên đào tạo quả thật khác hẳn. Lục Thiên nhìn chằm chằm Diệp Quân, gã giơ tay lên, không gian trong phạm vi hàng ngàn trượng bỗng bắt đầu nứt toác, cùng lúc đó trời đất trở nên xám xịt, một loạt uy lực vừa bí ẩn vừa đáng sợ dần lan ra. Thấy cảnh tượng này, mọi người đều biến sắc. Đây là muốn tung ra chiêu chí mạng sao? Sắc mặt mấy người kiếm tông cũng trở nên nghiêm trọng, thứ mà người mang thiên mệnh thi triển chắc chắn là thần thông khủng khiếp trên cấp giản. Uy lực thiên địa. Cảm nhận được uy lực của trời đất, Diệp Quân rất bình tĩnh, hắn nhắm mắt lại, hai thanh phi kiếm hơi rung lên. Hắn dần tiến vào trạng thái đặc biệt kiếm tâm tương thông, người kiếm hợp nhất. Tiểu tháp bỗng nói, dùng kiếm hành đạo sao? Diệp Quân nhíu mày, tháp ra, chẳng lẽ con chó con mèo nào cũng xứng để ta dùng kiếm hành đạo à? Tiểu tháp, vút, khoảnh khắc Diệp Quân vừa dứt lời, kiếm hành đạo bên trong cơ thể Diệp Quân đột nhiên rung lên, ngay sau đó một tiếng kiếm kêu lao thẳng lên trời. Ầm ầm, trong nháy mắt, tiếng kiếm kêu đó khiến cho đất trời rung động tới mức nứt toác, mà uy lực thiên địa khủng bố giữa đất trời cũng biến mất tăm. Tựa như chưa từng xuất hiện. Càng đáng sợ hơn là cả đất trời nứt ra thành hình mạng nhện. Tất cả mọi người đều như hóa đá. Diệp Quân cũng sững sờ. Không phải hắn làm, là tự kiếm hành đạo làm. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên trầm giọng lên tiếng, người nịnh hót, có trình độ đấy. Rất rõ ràng, câu nói đó của Diệp Quân khiến cho kiếm hành đạo rất vui, mà nó cứ vui là lại không kiềm chế được thể hiện một phen. Đương nhiên là vô ý. Nếu như cố ý thì không chỉ có đất trời nứt ra mà cả vũ trụ cũng đã nứt toác rồi. Đối diện Diệp Quân, Lục Thiên cũng sững người. Mẹ nó! Ngươi chơi cái gì vậy? Lúc này gã thật sự hơi kinh hãi, chỉ một tiếng kiếm kêu đã khiến cho đất trời chấn động tới mức nứt toác, còn loại trừ cả uy lực thiên địa của gã. Quan trọng nhất là không gian bên trên đài sinh tử mới được gia cố chưa bao lâu. Bây giờ, chỉ một tiếng kiếm kêu đã khiến cho đất trời chấn động nứt toác. Đây là đại kiếm đế sao? Nghĩ tới đây, sắc mặt Lục Thiên đột nhiên trở nên vô cùng khó coi. Đại kiếm đế? Chuyện này sao có thể? Chuyện này hoàn toàn không thể nào. Thế nhưng tiếng kiếm kêu đó, tiếng kiếm kêu của một kiếm đế có thể dẫu uy lực tới vậy sao? Không thể nào. Hơn nữa, cảnh giới của Diệp Quân thấp như vậy, mới ở cảnh giới địa pháp. Sao có thể là đại kiếm đế? Lục Thiên nhìn Diệp Quân, khoảnh khắc này, trong lòng gã đã hơi kiêng dè. Nếu chỉ là kiếm đế thì còn tốt, nhưng Diệp Quân là đại kiếm đế, điều đó hoàn toàn khác biệt. Tất cả mọi người đang có mặt đều nhìn về phía Diệp Quân với vẻ không thể tin nổi, tên này thật sự là đại kiếm đế sao? Diệp Quân đứng yên tại chỗ trầm mặc không nói. Bây giờ hắn cũng đang rất lúng túng. Kiếm hành đạo thể hiện một chút nhưng thật sự khiến cho da đầu người khác phát tê. Tất cả mọi người đều cho rằng Diệp Quân giả vờ. Hắn lại chẳng thể giải thích được. Có điều lúc này hắn cũng đang kinh ngạc, kiếm hành đạo này thật sự khủng bố, chỉ một tiếng kiếm kêu đã đáng sợ tới vậy. Rất rõ ràng, bản thân dùng nó còn chẳng lợi hại bằng tự nó chơi. Một thanh kiếm lại không hợp lý thường tới vậy. Thực lực của cô váy trắng không cần nghĩ cũng biết được. Mẹ nó, lại bị tháp ra chơi một vố rồi. Đại kiếm đế cái khỉ gió. Thực lực của cô váy trắng này ít nhất cũng bằng với mấy đại kiếm đế hợp lại nhỉ. Tháp ra vô liêm sỉ. Ngày nào cũng ghẹo người khác. Tiểu tháp lúc này cũng cạn lời, nó không hy vọng kiếm hành đạo thể hiện linh tinh, tên này cứ thể hiện thì thật sự sẽ khiến trời long đất lở. Thế nhưng không còn cách nào khác, nó không dám nói gì nhiều. Kiếm hành đạo bây giờ không bị thiên mệnh váy trắng ràng buộc, nếu như thật sự muốn làm loạn thì ai có thể áp chế được đây? Mấy người kiếm tông đang có mặt lúc này cũng sững sờ, sư đệ Diệp Quân này là đại kiếm đế ư. Che giấu kỹ vậy. Bọn họ rất hoài nghi, nhưng cũng rất vui. Lúc này, một đệ tử kiếm tông đột nhiên bực tức gào lên, đại kiếm đế. Đẳng cấp, mẹ kiếp, mọi người. Nghe thấy câu nói của đệ tử kiếm tông. Sắc mặt của đám học viên bên phía võ viện lập tức trở nên khó coi. Thật sự là đại kiếm đế sao?
Đại kiếm đế trẻ như vậy à? Có phải gian lận không đấy? Bên dưới, Diệp Quân trầm mặc không nói gì. Thôi hỏng rồi. Giả vờ trước. Chẳng khác gì lên xe mới mua vé. Mẹ nó. Nếu như bản thân không đạt tới đại kiếm đế thì không phải sẽ ngượng chết hay sao? Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên đột nhiên xuất hiện, người tới chính là Đại Võ Quan. Đại Võ Quan vừa xuất hiện, Trần Quan Tử đã đứng ngay bên cạnh Diệp Quân, y nhìn Đại Võ Quan, vẻ mặt bình tĩnh. Đại Võ Quan liếc nhìn Diệp Quân, sau đó nói, chúng ta đã hẹn thời hạn 3 tháng, vẫn còn lại 2 tháng, sau 2 tháng nữa sẽ đấu một trận sinh tử. Nói xong, ông ta không đợi Diệp Quân lên tiếng đã dẫn Lục Thiên biến mất khỏi vị trí. Diệp Quân nhíu mày, thấy hơi bất mãn, lúc này, Trần Quan Tử đột nhiên nói, quan huyên vệ núp trong bóng tối, không đánh được đâu. Diệp Quân trầm mặc. Trần Quan Tử nhìn về phía Diệp Quân, trở về kiếm tông. Diệp Quân gật đầu, được. Trần Quan Tử và Diệp Quân ngự kiếm bay lên trời, những đệ tử kiếm tông còn lại cũng đồng loạt theo sau và biến mất nơi chân trời. Trên trụ đá, Ngao Thiên Thiên nhìn về phía nơi cuối chân trời, trên mặt ngập tràn nụ cười. Đại kiếm đế. Cho dù Diệp Quân có phải là đại kiếm đế hay không thì tất cả mọi người cũng đều coi là thật rồi. Không phải thì cũng buộc ngươi phải. Dù gì cũng đã giả bộ, bây giờ ngươi nói không phải thì ai tin. Sau lưng Ngao Thiên Thiên, đám cường giả tộc Thiên Long cũng phấn khích không thôi. Lúc bắt đầu, khi Ngao Thiên Thiên lựa chọn Diệp Quân, bọn họ vẫn không hiểu cho lắm. Thế nhưng bây giờ, bọn họ mới hiểu ra vẫn là thiếu tộc trưởng có tầm nhìn xa trông rộng. Một đại kiếm đế trẻ tuổi như vậy. Điều này đã phá vỡ kỷ lục của Diệp Vũ kiếm đế. Đẳng cấp. Khi trước, bọn họ vẫn lo lắng về thân thế của Diệp Quân. Dù gì so với người mang thiên mệnh thì thân thế của Diệp Quân thật sự hơi tầm thường. Nhưng bây giờ, Diệp Quân có được sự ủng hộ của kiếm tông thì đã hoàn toàn khác biệt. Kiếm tông là thiên hạ đệ nhất tông đấy. Cũng có thể nói, có sự ủng hộ của kiếm tông, bên phía người mang thiên mệnh chắc chắn không dám giở trò gì, những kiểu như ỷ lớn ức hiếp bé. Ông lớn cưỡng chế trấn áp Diệp Quân chắc chắn là không thể làm được. Có mắt như mù. Kiếm tông đang ở đây đấy. Nếu bên phía người mang thiên mệnh thật sự muốn chơi mấy chiêu trò bẩn thỉu, kiếm tông cũng không phải dạng ngoan hiền dễ bắt nạt. Hơn nữa bây giờ ai ai cũng đang nhìn vào trận đấu giữa Diệp Quân và người mang thiên mệnh. Nếu như bên phía người mang thiên mệnh giở trò thì sẽ bị toàn vũ trụ phỉ nhổ. Chưa nói tới những cái khác, bản thân võ viện có thể sẽ không đồng ý. Kiếm tông và võ viện không đối đầu, nhưng không đại diện cho việc người của võ viện không có giới hạn, không có đầu óc. Nếu người mang thiên mệnh giống như nhà họ An lúc ban đầu, muốn cậy thế đàn áp người khác thì võ viện chắc chắn sẽ là thế lực đầu tiên không đồng ý. Vậy nên bây giờ chỉ có đúng một con đường bày ra trước mặt người mang thiên mệnh, là đánh bại Diệp Quân một cách đường đường chính chính. Mà Diệp Quân lại là đại kiếm đế. Quá ảo diệu. Ngay lập tức. Tin tức Diệp Quân là đại kiếm đế đã lan truyền khắp cả vũ trụ, trên báo Quan Huyên càng hot hơn bao giờ hết. Báo Quan Huyên khá đẳng cấp, còn ghi một câu, kiếm tu có thiên phú mạnh nhất sau kiếm chủ nhân gian. Trận chiến này giúp cho danh tiếng của Diệp Quân nổi tiếng khắp cả vũ trụ Quan Huyên. Vũ trụ Quan Huyên, trong một thành nào đó, một thanh niên ngồi trước một quán mì, trên người gã mặc đồ đen, tóc dài ngang vai, đang bê một bát mì ăn từng miếng lớn. Trên mặt cậu thanh niên ngập tràn vẻ mệt mỏi, trong mắt ánh lên vẻ tang thương. Xung quanh, mọi người đều đang bàn tán về trận chiến của Diệp Quân và người mang thiên mệnh. Mọi người nói vô cùng kích động, đặc biệt khi nói tới việc Diệp Quân là đại kiếm đế lại càng kích động không thôi. Một đại kiếm đế trẻ tuổi như vậy, thật sự khiến cho người ta cảm thấy nhiệt huyết sục sôi. Đương nhiên, quan trọng nhất là kẻ thù của một đại kiếm đế trẻ tuổi này lại là người mang thiên mệnh. Điều khiến cho người ta kích động nhất là hai người này còn đụng độ. Hơn nữa, hai tháng sau còn đấu một trận sinh tử. Quá kích thích. Lúc này, cậu thanh niên đang ăn mì đột nhiên đặt bát xuống, y quay người đi về phía xa, trên mặt y lại là vẻ phấn khích không thôi. Thầy ơi, Diệp Quân huynh vậy mà đã đạt tới đại kiếm đế rồi. Cậu thanh niên chính là Diệp Khải. Một giọng nói đột nhiên vang lên trong đầu Diệp Khải, hắn rất ưu tú. Thiên phú mạnh không kém gì kiếm chủ nhân gian năm xưa. Diệp Khải hít sâu vào một hơi,
hai tay y siết chặt thầy, còn phải nỗ lực hơn. Giọng nói đó lên tiếng, bị kích thích rồi à? Diệp Khải gật đầu, Diệp Quân huynh rất ưu tú, con không muốn bị huynh ấy bỏ lại phía sau, tới một ngày nào đó, con nhất định có thể sánh ngang vai tác chiến cùng với Diệp Quân huynh. Giọng nói đó nói, đi tìm pháp tắc số 5 đi, đợi tìm thấy đủ 9 pháp tắc, khởi động pháp môn, tu luyện pháp thân vạn cổ, lúc đó cho dù hắn là đại kiếm đế thì con cũng có thể đấu với hắn một trận. Diệp Khải nhếch miệng cười, con thật sự muốn cạnh tranh thử với Diệp Quân huynh. Giọng nói đó vang lên, có thể mà. Diệp Khải gật đầu, con phải mau chóng thu phục pháp tắc thời không này. Giọng nói đó lên tiếng, như thế nào? Diệp Khải trầm giọng nói, con vừa xem báo quan huyên, người ủng hộ người mang thiên mệnh rất rất nhiều, đại đa số thế gia và tông môn đều đã ủng hộ gã, còn Diệp Quân huynh thì chỉ có kiếm tông. Vậy nên con muốn sau khi thu phục pháp tắc thời không sẽ tới thư viện quan huyên ủng hộ huynh ấy. Nếu như người mang thiên mệnh đấu một trận công bằng với Diệp Quân huynh thì tốt, nếu như gã dám chơi xấu giống như nhà họ An thì con sẽ không đồng ý đâu. Nói xong, cả người y chuyển động, biến mất ở điểm cuối chân trời. Một bên khác, động thiên thiên linh. Một người đàn ông đứng trên đỉnh núi, trong tay y là một tờ báo quan huyên. Người đàn ông chính là Tiêu Qua từ thượng giới tới, sau ngày y rời khỏi thượng giới, cả chặng đường vất vả cuối cùng cũng tới được vũ trụ quan huyên, y cũng vừa khéo gia nhập vào động thiên thiên linh. Động thiên thiên linh chỉ xếp sau động thiên tuế nguyệt trong số 9 động thiên lớn. Tiêu Qua nhìn báo quan huyên trong tay, trầm mặc hồi lâu rồi lắc đầu cười, không ngờ Diệp huynh đã phát triển tới trình độ như vậy rồi. Bây giờ y có cảm giác bất lực. Nhớ năm đó lúc ở thư viện, thực lực của y và Diệp Quân cũng sàn sàn như nhau, nhưng bây giờ cách biệt đã dần lớn hơn. Đại kiếm đế, đây thực sự là sự tồn tại khiến cho người ta tuyệt vọng. Một lúc sau, Tiêu Qua đột nhiên lắc đầu cười, sau khi thấy bất lực thì lại thấy vui vẻ. Y thật lòng thấy vui thay cho Diệp Quân. Tiêu Qua đứng dậy rời đi. Nỗ lực tu luyện. 2 tháng sau đi tới thư viện quan huyên trợ uy cho Diệp Quân. Mặc kệ Diệp Quân có còn coi y là huynh đệ hay không thì y vẫn coi Diệp Quân là huynh đệ như cũ. Thiền Châu. Bên trong Tiên Bảo Các, một ông lão đột nhiên đứng dậy, người này chính là ông phó ở Thanh Châu bị giáng chức tới đây. Ông phó nhìn báo quan huyên trong tay, phấn khích nói, cậu Diệp đỉnh thật. Thật sự quá đẳng cấp, ánh mắt của ông đây không sai mà. Ha ha. Khoảnh khắc này, ông ta rũ sạch những chuyện phiền não khi trước. Mặc dù bị giáng chức, thế nhưng mắt nhìn của ông ta rất tốt. Người mà ông phó ông ta xem trọng thật sự quá đỉnh. Dường như nghĩ tới điều gì đó, ông phó đột nhiên bực tức mắng chửi, cái lũ chó đần Tiên Bảo Các, đúng là có mắt như mù. Huyền giới. Sau khi biết Diệp Quân trở thành đại kiếm đế, ông lão canh tháp bay vút lên, bật cười một cách điên cuồng. Mẹ nó! Ông ta cược đúng rồi. Chàng trai này không đơn giản. Mới tới vũ trụ quan huyên chưa bao lâu đã trở thành đại kiếm đế. Vô địch! Ông lão canh tháp phấn khích rất lâu, sau đó ông ta đột nhiên tìm được 2 chân dung, chính là chân dung của kiếm chủ nhân gian và tần quan. Ông ta nhìn một lúc lâu rồi khẽ nói, giống thật đấy. Cậu Diệp này thật sự càng nhìn càng thấy giống các chủ và kiếm chủ nhân gian. Lẽ nào cậu ta thật sự là con trai của các chủ và kiếm chủ nhân gian? Lúc này, cả vũ trụ đều đang tâng bốc Diệp Quân. Danh tiếng của Diệp Quân cứ thế tăng cao, vượt qua cả người mang thiên mệnh Lục Thiên. Lúc này Diệp Quân đang ngồi trước cửa đại điện, hắn nhìn kiếm hành đạo trước mặt, trầm mặc không lên tiếng. Ngươi thay ta giả bộ rồi. Giờ ta nên làm thế nào đây? 2 tháng sau, ta không đạt tới đại kiếm đế thì biết rúc mặt vào đâu nữa. Trong lòng Diệp Quân sầu não. Cảm thấy thật khó nhằn. Diệp Quân lại thở dài, cảm thấy khó quá đi mất. Đại kiếm đế. Tuy hắn đã là chuẩn đại kiếm đế rồi, nhưng hắn cũng hiểu rõ, muốn bước qua ngưỡng này cực kỳ khó khăn. Quan trọng nhất là bây giờ hắn đang có cảm giác như ngồi trên chảo lửa. Hắn buộc phải trở thành đại kiếm đế. Kiếm hành đạo khẽ rung, như đang nói gì đó. Diệp Quân chớp mắt, ý ngươi là, ta hiểu rồi. Tiểu Tháp bỗng nói, ngươi nghe hiểu nó nói gì à? Diệp Quân gật đầu, đúng vậy. Tiểu Tháp bỗng tò mò hỏi, nó nói gì?
Diệp Quân nghiêm túc trả lời, nó bảo nhờ tháp gia giúp, cho ít công pháp võ kỹ gì đó, ít nhất là mấy loại cấp giản ấy. Tiểu tháp trầm giọng nói, bớt nói nhảm với ông đây đi. Ngươi xấu xa lắm, ngươi và cha ngươi. Nói đến đây, nó không nói nữa. Diệp Quân hơi tò mò, tháp gia, trước đây cha ta cũng xấu xa lắm sao? Tiểu tháp bình tĩnh đáp, không xấu. Nhưng trong lòng nó thầm nói thêm, mới lạ đấy. Diệp Quân suy nghĩ rồi hỏi, tháp gia, ta phải làm thế nào mới đạt được đến đại kiếm đế? Tiểu tháp trầm mặc rất lâu mới trả lời, người đừng nên có tâm thái như thế này. Cảnh giới kiếm đạo có thể lĩnh ngộ ra chứ không thể tu luyện ra, càng không được vội vàng. Tu là để đắc đạo, phải theo đuổi, lĩnh ngộ là để làm sáng tỏ vấn đề, phải có trí tuệ. Nếu trong lòng có chấp niệm thì sẽ trở nên tầm thường. Thế nên ngươi nên giữ được tâm thái bình thường, không để chuyện bên ngoài ảnh hưởng đến bản thân. Tâm nguyện lúc đầu không thay đổi mới có thể vô địch. Diệp Quân bỗng nói, tháp gia, vị tiền bối này nói hay thật. Tiểu tháp buột miệng nói, đúng là bà ấy nói rất. Nói đến đây nó vội dừng lại. Mẹ kiếp, lại mắc bẫy của thằng nhóc khốn nạn này nữa rồi. Diệp Quân mỉm cười, hắn không nói gì mà chỉ bình tâm cẩn thận cảm ngộ lời nói vừa nãy. Cảnh giới kiếm đạo có thể lĩnh ngộ ra chứ không thể tu luyện ra. Tu là để đắc đạo, phải theo đuổi, lĩnh ngộ là để làm sáng tỏ vấn đề, phải có trí tuệ. Trong tháp, giọng nói bí ẩn khẽ nói, kiếm hành đạo, đúng là dễ phá hoại tâm cảnh của hắn. Tiểu tháp bình tĩnh nói, ta không dám nói gì đâu. Giọng nói bí ẩn cười nói, nhưng may là thằng nhóc này tâm tính cực tốt, biết tự ràng buộc, thế nên dù có thanh thần kiếm nghịch thiên như kiếm hành đạo, hắn cũng chưa từng tự cao, ngược lại lúc nào cũng tự nhắc bản thân phải cố gắng, đúng là hiếm thấy. Tiểu tháp cười nói, người muốn nhận hắn làm đồ đệ không? Sau một hồi im lặng, giọng nói bí ẩn, hắn đã đi trên con đường vô địch rồi. Tiểu tháp, thì có liên quan gì? Ngươi vẫn có thể dạy hắn mà. Giọng nói bí ẩn, ngươi có phát hiện ra không? Có lẽ thật sự chỉ có cô thằng nhóc này mới đủ tư cách dạy hắn. Tiểu tháp trầm lặng. Tại Nam Uyển trong thư viện Quan Huyên, Diệp Quan chỉ đặt tờ báo Quan Huyên trong tay xuống, sau đó thuận thế nằm lên ghế dài, hai mắt cô ấy chậm chậm khép lại, gió thổi góc váy bay bay. Bên cạnh Diệp Quan chỉ, bà lão kia trầm giọng nói, không ngờ cậu ấy đã là đại kiếm đế. Diệp Quan chỉ khẽ cười, không nói gì. Bà lão nhìn Diệp Quan chỉ, khẽ nói, nhà đầu, con cảm thấy người mang thiên mệnh sẽ bị đánh bại thật sao? Diệp Quan chỉ bình tĩnh hỏi, năm xưa kiếm chủ nhân gian đã từng thua chưa? Bà lão sững người. Diệp Quan chỉ cười nói, thật ra, ông ấy đã từng thua. Đương nhiên, có lẽ chưa từng bại trước lớp trẻ mà thôi. Nói rồi, cô ấy chậm chậm mở mắt ra, ánh mặt trời chói mắt khiến cô ấy phải nhắm mắt lại, khẽ nói, dù thua thì cũng có sao. Ai quy định người mang thiên mệnh không được thua? Vì hai người mang thiên mệnh trước mà Lục Thiên kia tự nghĩ rằng mình không thể thua. Một khi có suy nghĩ này thì gã đã tự gieo cho mình một tâm ma. Bà lão trầm giọng nói, gã là người mang thiên mệnh. Diệp Quan chỉ thản nhiên nói, thân phận chính là một con dao hai lưỡi, dùng tốt thì vô địch, dùng không tốt thì tự phá tâm cảnh của mình. Ngày hôm đó, trong trận chiến với Diệp công tử ở Trung Thổ Thần Châu, đạo tâm của gã đã bị phá rồi, vì sao? Vì gã cảm thấy mình không nên thua, thế nên đã tạo ra một tâm ma cho mình, tâm ma này chính là Diệp công tử. Nói rồi cô ấy khẽ lắc đầu, đây cũng là lý do vì sao sau đó gã lại nói câu kia, có gã sẽ không có Diệp công tử, có Diệp công tử thì không có gã. Mà bây giờ, muốn xóa bỏ đi tâm ma này, chỉ có hai cách. Cách thứ nhất là nhìn nhận bản thân, hàng phục nội tâm của mình, thản nhiên đối mặt với những thiếu sót của mình. Cách thứ hai chính là giết Diệp công tử. Bà lão im lặng. Diệp Quan chỉ khẽ nói, gã đã chọn cách thứ hai. Mà hiện nay, gã đã ép bản thân mình tới bờ vực, đối với gã bây giờ, tiến lên phía trước thì sẽ là thiên đường, lùi lại phía sau sẽ là thế tục. Bà lão nhìn Diệp Quan chỉ, con đánh giá ai cao hơn? Diệp Quan chỉ không cần suy nghĩ, Diệp công tử. Bà lão nhíu mày, vì sao? Diệp Quan chỉ khẽ cười, còn nhớ lần ta và Diệp công tử mài giũa với nhau không? Bà lão gật đầu, nhớ. Diệp Quan chỉ khẽ nói, khi đó hắn thua ta nhưng lại không hề nhụt chí và không cam tâm,
ngược lại còn khiêm tốn xin con chỉ giáo. Hắn không quá xem trọng thắng thua, trong thế giới của hắn, thắng đương nhiên là tốt, nhưng nếu thua, cũng tốt. Bà lão không hiểu, vì sao thua cũng tốt. Diệp Quan chỉ khẽ cười, vì thua sẽ có thể nhìn ra vấn đề của mình, biết mình thiếu sót. Nếu thật sự vô địch thì sao có thể nâng cao bản thân được nữa? Người vô địch đứng trên cao đều rất cô độc, chắc chắn bọn họ không muốn vô địch, bọn họ muốn bị người khác đánh bại. Đây chính là tâm thế của cường giả, mà Diệp công tử lại có tâm thế này. Bà lão, người mang thiên mệnh không có sao. Diệp Quan chỉ, thân phận của gã quá đặc biệt đến nỗi khiến gã cảm thấy mình chỉ được thắng, không được thua. Không chỉ gã nghĩ như vậy, mà người đời cũng đều nghĩ như vậy. Nói rồi, nhưng nghĩ tới điều gì đó, cô ấy khẽ cau mày, thứ bây giờ ta lo lắng chính là những thế lực sau lưng gã. Bà lão ngờ vực, những thế lực sau lưng gã sao? Diệp Quan chỉ gật đầu, sau lưng người mang thiên mệnh bây giờ đã hình thành một đoàn thể lợi ích cực lớn, người mang thiên mệnh không thể thua, nếu thua thì họ biết làm sao. Đặc biệt là bây giờ Tiên Bảo Các cùng với Ngân Hà Tông và Vị Lai Tông đều đã vào cuộc. Bây giờ gã là đại diện cho lợi ích của vô số thế gia và tông môn, những thế lực này sẽ không để gã thua đâu. Sắc mặt của bà lão hơi khó coi, bọn họ cũng không thể giở trò lúc đang tỉ võ được chứ. Nếu như thế thì quá vô pháp vô thiên rồi. Diệp Quan chỉ bình thản nói, người không hiểu bọn họ, khi đạt đủ lợi ích, có gì mà họ không dám làm cơ chứ. Đừng nói là chơi bẩn, dù là tạo phản, bọn họ cũng dám lắm đấy. Bà lão lắc đầu, có thư viện trấn áp, họ nào dám tạo phản sao? Diệp Quan chỉ, người mang thiên mệnh có thân phận đặc biệt, lại sở hữu đạo ấn, nếu bọn họ dẫn theo người mang thiên mệnh tạo phản, danh chính ngôn thuận. Bà lão trầm giọng nói, nội các còn đó mà. Diệp Quan chỉ bỗng nói, nếu trong nội các cũng có người đứng về phe người mang thiên mệnh thì sao? Bà lão sững sờ. Diệp Quan chỉ, thật ra, chủ yếu nhất là bốn đại thế gia. Nếu có hai trong số bốn đại thế gia đứng về phía gã, đến lúc đó, bọn họ không cần phải tạo phản, trực tiếp có thể trấn áp nội các, khống chế quyền lên tiếng của nội các. Lại cộng thêm sự giúp đỡ từ Tiên Bảo Các, gã muốn tiền có tiền, muốn nhân lực có nhân lực. Nói rồi, cô ấy bỗng đứng phát dậy, nếu cổ tộc và nguyệt tộc ủng hộ gã thì gã đã nắm chắc 9 phần giành được cái ghế viện trưởng rồi. Bà lão hỏi, còn một phần nữa thì sao? Diệp Quan chỉ nghiêm giọng nói, kiếm chủ nhân gian hiện thế bác bỏ gã, hoặc Thanh Khưu sư tỷ thức tỉnh, đồng thời phủ định gã. Bà lão cười khổ, bản thể của hai người này đã rất lâu không xuất hiện rồi. Diệp Quan chỉ khẽ nói, tiếp theo sau. Chắc chắn Lục Thiên sẽ tới bốn đại thế gia để làm công tác tư tưởng. Chỉ cần nhận được sự giúp đỡ của bốn đại thế gia, thế thì mọi chuyện đã được định. Nói rồi, cô ấy bỗng quay người rời đi. Bà lão sửng sốt, con định đi đâu? Diệp Quan chỉ nói, đi nhắc nhở Diệp công tử. Bà lão ngây người ra. Ngay lúc Diệp Quan chỉ định bước ra khỏi viện thì một luồng khí tức đáng sợ đã khóa cô ấy lại. Một ông lão áo đen xuất hiện trước mặt Diệp Quan chỉ. Ông ta nhìn chằm chằm Diệp Quan chỉ, Diệp chủ tịch, không có pháp chỉ của nội các, cô không được rời khỏi đây nửa bước. Diệp Quan chỉ chậm rãi siết tay phải lại. Ông lão áo đen, Diệp chủ tịch, Lý viện phó không hề có ác ý gì với cô đừng làm những chuyện để đối thủ nắm được thóp. Nói rồi ông ta biến mất. Diệp Quan chỉ bỗng nhìn bà lão, người giúp ta mời Diệp quân tới đây gặp mặt. Bà lão gật đầu, được. Nói rồi. Bà ấy lui xuống. Diệp Quan chỉ đứng đó với ánh mắt âu lo. Lớn chuyện rồi. Phe thế gia và phe tông môn từng có xích mích với Diệp Quân, chắc chắn bọn họ sẽ không giúp đỡ Diệp Quân. Một khi những thế lực này ủng hộ người mang thiên mệnh thì trong cuộc chiến sắp diễn ra, người mang thiên mệnh tuyệt đối không thể thua. Khi lợi ích lên đến một mức độ nào đó, những thế gia và tông môn này sẽ trở nên điên cuồng. Dù sao thì đã 3.000 vạn năm rồi. Bản thể kiếm chủ nhân gian cũng chưa từng xuất hiện. Nội các, Lý Bán Chi vẫn đang xử lý chính vụ, bà ấy là viện phó, mỗi ngày đều giải quyết không hết công việc. Lúc này, trường lão bước tới trước mặt Lý Bán Chi, ông ấy khẽ hành lễ rồi nói, chuyện này đã rất ồn ào rồi, nội các thật sự không trấn áp sao? Lý Bán Chi cười nói, trấn áp thế nào? Trường lão im lặng, Lý Bán Chi lắc đầu, không thể nào trấn áp được đâu.
Sau khi Lục Thiên tới thư viện thì bắt đầu kéo bè kết phái, mục đích của gã rất rõ ràng, chính là muốn làm viện trưởng thư viện. Còn mục đích của những thế gia và tông môn giúp đỡ gã cũng rất rõ ràng, muốn tiến lên, đạt được lợi ích khổng lồ. Vì năm xưa khi kiếm chủ nhân gian thành lập thư viện, người đã giúp đỡ một số lượng lớn thế gia và tông môn siêu cấp. Nói rồi bà ấy lắc đầu cười, không nói thêm gì. Trương lão trầm giọng nói, người ủng hộ bên cạnh Lục Thiên rất nhiều, việc này đối với nội các. Nói đến đây ông ta nhìn Lý Bán Chi rồi mới nói tiếp, hay là điều một tốp quan huyên vệ và đạo binh từ chiến trường hư chân về. Lý Bán Chi khẽ cười, ta tự có sắp xếp, ông đừng lo, cứ làm tốt bổn phận của mình là được. Trương lão do dự rồi gật đầu lui xuống. Lý Bán Chi lấy ra một bức tranh vẽ Diệp Quân. Bà ấy nhìn hồi lâu rồi quay đầu nhìn ra cửa sổ, khẽ nói, thằng nhóc này, rất ưu tú. Nói rồi, bà ấy bỗng cầm tóc lên, tóc đã lấm tấm bạc rồi. Bà ấy khẽ cười, ta giữ gìn thiên hạ này giúp người đã lâu như vậy, cũng nên đến lúc kết thúc rồi. Nói đến đây, bà ấy cất bức tranh đi, ánh mắt lạnh lùng, người đâu, truyền lệnh cho ám u viện chủ, bảo ông ấy lập tức dẫn tất cả cường giả đỉnh cấp nhất của ám viện tới tổng viện. Cứ nói, bảo ông ấy tới đón tân vương của bọn họ. Nói xong, bà ấy lại bổ sung thêm một câu, không được để bất kỳ thế gia và tông môn nào biết chuyện này. Trong bóng tối, một ông lão lặng lẽ lui xuống. Đón tân vương, trừ nội loạn. Núi Huyền Không, Kiếm Tông. Sau núi Huyền Không là 10 vạn ngọn núi dài bất tận, núi ôm núi, trùng điệp không dứt, nhìn không thấy điểm cuối, vô cùng hùng vĩ tráng lệ. Sáng sớm. Diệp Quân đứng bên vách núi trên núi Huyền Không, hắn nhìn ra xa, dãy núi phía xa chìm trong biển mây, nửa ẩn nửa hiện, chốc chốc lại nghe tiếng kiếm kêu. Mặt trời đỏ rực xé toang tầng mây phía cuối chân trời. Tĩnh tâm, lời nói của đại lão trong tháp hôm qua đã thức tỉnh hắn. Kiếm đạo, có thể lĩnh ngộ ra chứ không thể tu luyện ra. Người tu kiếm không thể có chấp niệm chính là tâm ma. Có một số người có thể hàng phục tâm ma của mình, hóa chấp niệm thành động lực, một bước lên cao. Nhưng số nhiều lại bị chấp niệm ràng buộc, bị giam trong tâm ma, cả đời không thoát ra được. Diệp Quân bỗng khẽ mỉm cười, giây phút này, nội tâm của hắn rất tĩnh lặng. Hắn thật sự nghĩ thông rồi. Con đường võ đạo cũng giống như leo núi vậy, càng leo lên trên càng khó, trên đường đi sẽ gặp rất nhiều trắc trở, đặc biệt là trắc trở trong lòng, rất nhiều lúc. Bất cần một chút đã nảy sinh tâm ma, vạn kiếp bất phục. Phải giữ gìn bản tâm. Phải giữ gìn tâm thái bình thường. Lúc nào cũng thả lỏng. Diệp Quân chậm rãi nhắm mắt lại, hai tay hắn từ từ mở ra, gió mát thổi tới, sảng khoái vô cùng. Lúc này, tiếng bước chân bỗng vang lên bên cạnh. Diệp Quân thôi không suy nghĩ nữa, quay đầu nhìn, người tới chính là Trần Quan Tử. Diệp Quân vội chào, đại sư huynh. Trần Quan Tử quan sát Diệp Quân, khẽ gật đầu, đừng suy nghĩ nhiều, giữ tâm thái bình thường. Diệp Quân cười khổ, sư huynh biết rồi ạ. Trần Quan Tử gật đầu. Thật ra chỉ có y nhìn ra, đến bây giờ Diệp Quân vẫn chưa đạt đến đại kiếm đế. Vì tính đến nay, y là người gần đạt đến đại kiếm đế nhất trong kiếm tông, không chỉ vậy, y còn từng được tiếp xúc với ngưỡng cửa này rồi, thế nên y rất rõ, Diệp Quân chưa đạt đến cảnh giới đó. Y cũng sợ Diệp Quân quá áp lực, sinh ra chấp niệm, ảnh hưởng đến tâm cảnh nên tới đây để khuyên nhủ. Nhưng bây giờ xem ra trạng thái của Diệp Quân rất tốt. Vậy là tốt rồi. Trần Quan Tử nói, đi theo ta. Nói xong y quay người rời đi. Diệp Quân đi theo. Suốt dọc đường, những kiếm tu gặp Trần Quan Tử đều cung kính hành lễ. Có thể thấy được Trần Quan Tử rất có uy trong kiếm tông. Trần Quan Tử dẫn Diệp Quân vào sâu trọng một dãy núi, đi rất lâu y mới dừng lại. Diệp Quân nhìn ra xa, ở phía đó, trên đất cắm đầy kiếm. Diệp Quân sững sờ. Trần Quan Tử khẽ nói, đây là mộ kiếm, kiếm ở đây đều là các tiền bối của kiếm tông ta để lại. Phàm là đệ tử của kiếm tông đều có thể tới đây lấy kiếm, có được truyền thừa của bọn họ. Diệp Quân khẽ hỏi, bọn họ. Trần Quan Tử khẽ lắc đầu, đều đã mất rồi. Diệp Quân nhìn lướt qua, phải có đến 100 vạn thanh kiếm. Trong đó còn có rất nhiều thanh cấp thần, thậm chí còn có cả cấp giản nữa. Hơn nữa còn không ít. Khủng bố.
Diệp Quân thầm chấn động, sau đó nói, trăm triệu kiếm tu. Đều đã mất rồi sao? Trần Quan Tử nhìn những thanh kiếm kia, như nhớ lại điều gì đó, ánh mắt dần mơ hồ, đúng vậy. Diệp Quân khẽ hỏi, thế giới hư chân. Trần Quan Tử khẽ gật đầu, sau trận chiến 3.000 vạn năm trước, mỗi năm đều có sư huynh đệ của kiếm tông ta ngã xuống ở thế giới hư chân. Nói rồi, y bước tới trước một tảng đá lớn, trên đó có cắm 8 thanh kiếm. Y ngồi xổm trước tảng đá đó, khẽ vuốt ve nó rồi nói, sư huynh, sư tỷ, tiểu quan tử tới thăm mọi người đây. Diệp Quân nhìn 8 thanh kiếm kia, trầm mặc. Trần Quan Tử đứng quay lưng về phía Diệp Quân, y nhìn 8 thanh kiếm kia, nước mắt bất giác rơi xuống. Một hồi lâu sau, Trần Quan Tử mới khẽ nói, trước đây ta là người nhỏ nhất ở kiếm tông, bây giờ ta là người lớn tuổi nhất trong lớp trẻ ở kiếm tông. Diệp Quân im lặng. Trần Quan Tử chậm rãi đứng dậy, y không quay người lại, Diệp sư đệ, nếu đệ ưng ý bất kỳ thanh kiếm nào ở đây thì cứ lấy đi. Ngày thường đệ cũng có thể tới đây tu luyện, trăm vạn thanh kiếm ở đây, thanh nào cũng có giữ kiếm ý của chủ nhân trước, đệ có thể giao lưu cảm ngộ với chúng nó, đệ là người của kiếm tông ta, các tiền bối sẽ giúp đỡ cho đệ. Nói rồi, y xòe tay ra, một chiếc nhẫn không gian bay tới trước mặt Diệp Quân, trong đó có 30 vạn tiên tinh. Trần Quan Tử nói, đệ tu luyện ở kiếm tông sẽ không ai có thể đánh lén đệ, nếu có thì là do sư huynh đệ trong kiếm tông ta đã chết cả rồi. Nói rồi, y ngự kiếm bay lên, mất hút nơi chân trời. Diệp Quân trầm mặc nhìn nhẫn không gian trước mặt, trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua. Một hồi lâu sau, Diệp Quân cất nhẫn không gian đi, sau đó đi về phía vô số thanh kiếm kia. Đi mãi, Diệp Quân chậm chậm nhắm mắt lại. Đúng như lời đại sư huynh nói, hắn đã cảm nhận được kiếm ý của những thanh kiếm này rồi. Mỗi loại kiếm ý đều khác nhau. Mà mới đầu những kiếm ý này cảm nhận được hắn thì đều tỏ ra thờ ơ. Đúng lúc này, Diệp Quân bỗng dừng chân, hắn cúi khom người bái phía trước, vãn bối Diệp Quân của kiếm tông, bái kiến các vị sư huynh sư tỷ. Lặng ngắt như tờ. Bỗng chốc, những thanh kiếm xung quanh Diệp Quân khẽ rung lên, từng đạo kiếm ý bắt đầu bao trùm lấy hắn. Diệp Quân bỗng đi tới trước một bước, hắn xòe tay ra, một luồng kiếm ý mạnh mẽ phóng lên trời. Ý của kiếm đế. Diệp Quân lại lần nữa khom người hành lễ thật sâu, Diệp Quân bái kiến các vị sư huynh sư tỷ. Trong chốc lát, cả khu mộ kiếm bỗng kịch liệt rung lên, vô số kiếm ý bắt đầu chảy về phía Diệp Quân. Nháy mắt, Diệp Quân bị vô số kiếm ý nhấn chìm. Diệp Quân chậm rãi nhắm mắt lại. Truyền thừa kiếm đạo. Thật ra hắn cũng có truyền thừa kiếm đạo, là truyền thừa kiếm đạo của cô váy trắng, nhưng hắn biết, truyền thừa kiếm đạo của cô váy trắng quá cao thâm, bây giờ hắn vẫn chưa thể hiểu thấu được. Còn truyền thừa kiếm đạo của những kiếm ý ở đây lại giúp ích được rất nhiều cho hắn. Chủ nhân trước của những thanh kiếm này thấp nhất cũng là kiếm tiên, có rất nhiều kiếm đế, đại kiếm đế cũng có không ít. Cảm ngộ kiếm đạo của họ đáng quý biết bao. Diệp Quân cảm nhận vô số kiếm ý kia. Chúng như thủy triều cuồn cuộn chảy vào thức hải của hắn. Giây phút này đây, hắn cũng cảm nhận được vô số kiếm đạo của các tiền bối kiếm tông, những tiền bối kiếm tông kia cũng chỉ dạy hắn không giữ lại điều gì. Diệp Quân ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu dần dần tiêu hóa những lý niệm kiếm đạo kia. Trước đây, hắn tu kiếm đạo đều dựa vào chính bản thân mình lý giải, còn về tháp gia chỉ biết lừa hắn thôi. Có thể nói là, sự lý giải của hắn về kiếm đạo vẫn còn quá nông cạn. Thế nên hắn vẫn luôn muốn làm quen với những cường giả kiếm tu khác trên thế giới, muốn xem thử kiếm đạo của họ như thế nào. Đây cũng là lý do hắn muốn tới kiếm tông, hắn thật sự muốn hiểu rõ về kiếm đạo. Đúc kết kinh nghiệm. Rất lâu sau khi nhận vô số lý niệm kiếm đạo kia, hắn bỗng có nhận thức hoàn toàn mới về kiếm đạo. Trong tháp. Tiểu tháp bỗng hỏi, hắn có thể đột phá đại kiếm đế không? Sau một thoáng im lặng, giọng nói bí ẩn nói, e là khó. Chỉ dựa vào đúc kết kinh nghiệm thì khó mà đạt được đến đại kiếm đế. Trừ phi hắn có thể hoàn toàn dung hợp truyền thừa kiếm đạo của những kiếm tu này lại, đồng thời vẫn có thể kiên trì giữ vững đạo của chính mình, chỉ có vậy, hắn mới có khả năng đạt đến đại kiếm đế. Tiểu tháp khẽ hỏi, kiên định đi trên con đường kiếm đạo vô địch à? Giọng nói bí ẩn, đúng vậy. Tiểu tháp im lặng. Giọng nói bí ẩn, đạo của hắn đã hình thành rồi,
thứ bây giờ hắn cần làm chính là học tập từ đạo của người khác, nhưng vẫn luôn giữ vững được đạo của mình, cũng chính là giữ vững đạo tâm mà người học võ chúng ta thường nói. Nếu hắn làm được điểm này thì sẽ dễ dàng trở thành đại kiếm đế. Mặt khác, hắn có thể sẽ bị đạo của người khác làm ảnh hưởng. Giống như tiểu chủ của ngươi, giai đoạn sau đã bị ảnh hưởng, mãi đến sau này mới bắt đầu giữ vững lại đạo tâm. Tiểu tháp nói, ta tin thằng nhóc này có thể giữ vững được bản tâm. Giọng nói bí ẩn, ta cũng tin hắn có thể, người này tâm trí kiên định như đá tảng, đạo của những kiếm tu này không gây được ảnh hưởng gì cho hắn. Tiểu tháp, đúng vậy, điều bây giờ ta lo lắng hơn chính là sức mạnh huyết mạch của hắn. Giọng nói bí ẩn ngờ vực hỏi lại, sức mạnh huyết mạch. Tiểu tháp lo lắng đáp, lúc trước, khi hai nha đầu Nạp Lan Ca và Tịch Huyền tan biến, ta tưởng hắn sẽ kích hoạt huyết mạch của mình, nhưng không. Hắn khác với cha và ông nội mình, hắn quá bình tĩnh đến nỗi ta cảm thấy hắn hơi đáng sợ. Vì càng bình tĩnh, đến khi kích hoạt huyết mạch thì sẽ càng điên cuồng. Giống những người thật thà ở thế tục, bình thường trông chất phát thế đấy, nhưng nếu chọc điên họ lên thì họ sẽ điên còn hơn kẻ điên nữa. Giọng nói bí ẩn im lặng. Tiểu tháp trầm giọng nói, ở thế gian này, chẳng mấy ai có thể trấn áp được huyết mạch phong ma, đặc biệt là thằng nhóc này. Giọng nói bí ẩn, không sao, nếu có ngày đó thì ta sẽ ra tay. Tiểu tháp bỗng kinh ngạc nói, ngươi có thể ra tay được à? Giọng nói bí ẩn, thế ngươi có cách nào tốt hơn không? Tiểu tháp im lặng. Trên một đỉnh núi nào đó, Đại Võ Tông đứng im lìm, bên cạnh ông ta là Lục Thiên. Đại Võ Tông nhìn thẳng Lục Thiên, Diệp Quân là đại kiếm đế, ngươi có lòng tin chiến thắng hắn không? Sau một hồi im lặng, Lục Thiên đáp, có thể đánh một trận. Có thể đánh một trận. Chứ không phải là có thể đánh thắng. Đại Võ Tông im lặng một lúc lâu, khẽ nói, chúng ta buộc phải có được sự ủng hộ của bốn đại thế gia. Lục Thiên trầm giọng nói, bây giờ bốn đại thế gia đều không thể hiện thái độ gì, chắc bọn họ đang định ứng biến theo thời cuộc. Đợi kết quả trận chiến giữa ta và Diệp Quân, ai thắng thì bọn họ sẽ ủng hộ người đó. Đại Võ Tông gật đầu, có khả năng này. Lục Thiên nhìn Đại Võ Tông, sư phụ có cách gì không? Đại Võ Tông quay người bước tới trước mặt Lục Thiên, xòe tay ra, một chiếc bình ngọc xuất hiện trong tay ông ta. Đại Võ Tông nhìn chằm chằm Lục Thiên, có biết đây là vật gì không? Lục Thiên lắc đầu, ánh mắt nghi hoặc. Đại Võ Tông, đây là huyết dịch của kiếm chủ nhân gian. Lục Thiên sững sờ. Đại Võ Tông nhìn chiếc bình ngọc trong tay, khẽ nói, năm xưa trong trận chiến hư chân, kiếm chủ nhân gian đã để lại một ít huyết dịch, những huyết dịch này để làm phần thưởng cho một số yêu thú đã tham gia chiến trường hư chân lúc đó, tiện giúp bọn chúng nâng cao giới hạn huyết mạch. Tiên tổ của ta năm xưa đã ngẫu nhiên có được một giọt máu tươi của kiếm chủ nhân gian. Như nghĩ ra điều gì, Lục Thiên kinh ngạc nói, sư phụ, ông. Đại Võ Tông nhìn chằm chằm Lục Thiên, muốn có được sự ủng hộ của bốn đại thế gia, chỉ dựa vào đạo ấn là không đủ, người buộc phải có huyết mạch phong ma. Lục Thiên run giọng nói, sư phụ, ông muốn ta giả mạo hậu nhân của kiếm chủ nhân gian sao? Đại Võ Tông gật đầu. Lục Thiên kinh hãi. Đại Võ Tông nhìn gã chằm chằm, người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết. Thư viện bây giờ đã chia năm xẻ bảy, thực lực cũng thua xa trước đây, cứ tiếp tục thế này thì thư viện sẽ ngày càng xuống dốc. Ngươi là người mang thiên mệnh đời này, ngươi có trách nhiệm trấn hưng thư viện. Lục Thiên siết chặt hai tay, im lặng không lên tiếng. Đại Võ Tông lại nói, chỉ cần bốn đại thế gia ủng hộ ngươi, vị trí viện trưởng chính là của ngươi. Cho dù Diệp Quân kia có đánh thắng ngươi thì vị trí đó cũng là của ngươi. Không một ai có thể lung lay. Lục Thiên híp mắt lại, vẫn không lên tiếng. Đại Võ Tông tiếp tục nói, ngươi là người mang thiên mệnh đời này, trấn hưng thư viện quan huyên, thống lĩnh chư thiên vạn giới, đây là trách nhiệm của ngươi. Ngươi làm chuyện lớn, ai chưa từng dùng thủ đoạn cơ chứ? Lục Thiên chậm rãi nhắm mắt lại, rất lâu sau gã mới mở bừng mắt ra, được. Đại Võ Tông gật đầu, ông ta bước tới trước, sau đó nói, huyết mạch của ngươi không chịu đựng nổi huyết dịch phong ma này, thế nên ta sẽ dùng bí pháp để dung hòa huyết dịch này vào huyết mạch của ngươi, sau đó phong ấn nó lại, lúc cần thì ngươi dùng tâm pháp riêng mà ta truyền cho ngươi để kích hoạt nó, người ngoài sẽ có thể cảm nhận được huyết mạch phong ma trên người ngươi. Lục Thiên gật đầu, được. Đại Võ Tông xòe tay ra, bình ngọc bay lên,
một giọt máu bay ra ngoài sau đó hòa vào cơ thể Lục Thiên. Ầm, bỗng chốc, hai mắt Lục Thiên trợn tròn, toàn thân cảm thấy như sắp nổ tung. Lúc này, Đại Võ Tông vội thi triển bí pháp, phong ấn huyết dịch phong ma trong người Lục Thiên lại, bấy giờ Lục Thiên mới thấy đỡ hơn nhiều. Một lúc lâu sau, Đại Võ Tông khẽ nói, kích hoạt tâm pháp xem thử. Người mang thiên mệnh gật đầu, gã vận chuyển tâm pháp, rất nhanh, một vầng sáng màu đỏ nhạt đã xuất hiện quanh thân gã. Khí tức huyết mạch phong ma. Người mang thiên mệnh sững sờ. Đại Võ Tông khẽ gật đầu, được rồi. Lục Thiên lo lắng hỏi, sư phụ, người ngoài có nghi ngờ không? Đại Võ Tông khẽ cười, ngươi là người mang thiên mệnh đời này, có đạo ấn, bây giờ còn có huyết mạch phong ma, ai dám nghi ngờ ngươi? Lục Thiên gật nhẹ đầu, không nói gì. Đại Võ Tông lại nói, ta đã âm thầm liên lạc một số thế gia và tông môn thay ngươi rồi, bọn họ đã đồng ý ủng hộ ngươi, Ngân Hà Tông và Vị Lai Tông cũng đã hứa phái cường giả tới Tổng Viện, ngoài ra Tiên Bảo Các cũng đã đồng ý dốc hết sức giúp đỡ. Hai tháng sau, trong trận chiến giữa ngươi với Diệp Quân, nếu ngươi có thể quang minh chính đại giết hắn thì đương nhiên sẽ là một chuyện rất vui. Lục Thiên hỏi, nếu không thể thì sao? Đại Võ Tông bình tĩnh nói, hôm đó, hắn không chết, cũng phải chết. Lục Thiên gật đầu, được. Đại Võ Tông lại nói, bây giờ, tất cả thế gia và tông môn đều đã bước lên chung con thuyền của ngươi rồi, bọn ta không cho phép thất bại, ngươi sống sẽ trở thành viện trưởng thư viện, điều này có lợi cho tất cả mọi người. Lục Thiên gật đầu. Đại Võ Tông bỗng nói, đi, tới Nguyệt Tộc. Lục Thiên hỏi, Nguyệt Tộc có ủng hộ không? Đại Võ Tông bình thản đáp, nếu là trước đây thì chắc chắn bọn họ sẽ không ủng hộ, nhưng bây giờ thì chắc chắn sẽ ủng hộ. Nói rồi, ông ta dẫn theo Lục Thiên biến mất tại chỗ. Hai người vừa đi không bao lâu thì một hư ảnh bỗng xuất hiện ngay tại đó, hư ảnh nhìn bầu trời phía xa, sát khí lạnh lùng không thể che giấu được toát lên trong ánh mắt. Một lát sau, hư ảnh cũng biến mất. Nội các, Lý Bán Chi đang phê duyệt tấu chương bỗng ngẩng đầu, một hư ảnh xuất hiện trước mặt bà ấy. Hư ảnh trầm giọng nói vài câu, ánh mắt Lý Bán Chi bỗng lạnh lùng hẳn. Một lúc lâu sau, Lý Bán Chi khẽ nói, ám u viện chủ, vất vả rồi. Từ sau khi biết được thân phận của chàng trai kia, bà ấy đã bí mật điều ám u viện chủ của ám viện trở về. Sau khi nhận được lệnh điều động của Lý Bán Chi, ám u đã lập tức gác hết những việc đang làm để trở về. Ám u, Lý Đại Nhân, có cần lập tức bắt bọn họ lại không? Lý Bán Chi lắc đầu. Ám u không hiểu, vì sao? Lý Bán Chi thản nhiên nói, Lục Thiên cần một trận chiến để vang danh thiên hạ, thằng nhóc đó cũng cần. Ám u hơi sững người, sau đó nói, ta hiểu rồi. Lý Bán Chi hỏi, đã điều hết tinh nhuệ của ám viện ông về đây chưa? Ám u gật đầu, 30 vạn tinh nhuệ của ám viện đã bí mật từ hư chân trở về, đại nhân yên tâm, vì người của bọn ta vẫn luôn hành động trong bóng tối, thế nên không ai biết được hành tung của bọn ta đâu. Lý Bán Chi gật đầu, ta tạm thời chưa dám điều động quan huyên vệ và đạo binh, vì phe thế gia đã nhúng tay quá sâu vào hàng ngũ này, thế nên ta chỉ có thể dùng người của ám viện ông thôi. Ám u khom người thật sâu hành lễ, đa tạ đại nhân đã tin tưởng. Lý Bán Chi bỗng hỏi, có bao nhiêu người bảo vệ bên cạnh cậu nhóc kia? Ám u đáp, 36 vị trí tiên, 18 vị đạo tiên và 3 vị tuế nguyệt tiên. Sau một hồi trầm mặc, Lý Bán Chi nói, không đủ. Ám u ngẩn người. Lý Bán Chi đứng lên, thản nhiên nói, truyền lệnh của ta, lập tức gọi các vị ở U Minh Điện về đây. Ám u gật đầu, tuân lệnh. Nói rồi ông ta định đi. Lúc này, Lý Bán Chi lại nói, đợi đã. Ám u nhìn Lý Bán Chi, bà ấy nói, ông đích thân tới hư chân một chuyến, tìm được tiên tổ của Dương tộc thì báo với bà ấy là thiên tài yêu nghiệt nhất của Dương tộc đã xuất hiện rồi. Bà ấy sẽ biết phải làm thế nào. Ám u khẽ gật đầu, đang định rời đi thì Lý Bán Chi lại nói, thông báo cho Mộ Thiên Đạo, bảo bà ấy quay về chủ trì đại cục, đồng thời ràng buộc tất cả thiên đạo. Mộ Thiên Đạo. Cung tiễn thiếu chủ. Ám u cung kính hành lễ rồi lui xuống. Trong điện, Lý Bán Chi quay người nhìn chân trời, cứ ngắm mãi đám mây trắng trên cao mà không nói lời nào. Để đề phòng, bà ấy buộc phải chuẩn bị toàn diện, không thể lơ là bất cẩn. Vì lần này, bà ấy cảm thấy chuyện không đơn giản như vậy.
thư viện buộc phải có một vị cường giả đỉnh cấp đứng ra chấn giữ. Nguyệt giới, nước Nguyệt. Hai thế lực có quyền thế nhất thư viện Quan Huyên bây giờ chính là nước Cổ thuộc Cổ giới và nước Nguyệt thuộc Nguyệt giới. Năm đó Nguyệt Hoàng và Tín Công Chúa mỗi người đã thống lĩnh mấy trăm vạn binh chinh chiến vũ trụ cùng cấp và khai phá ra vũ trụ Quan Huyên. Có thể nói, 8 phần 10 diện tích trong bản đồ vũ trụ Quan Huyên ngày nay là do hai người bọn họ giành được. Đương nhiên là nhờ kiếm chủ nhân gian đứng sau giúp đỡ, nếu không bọn họ không có năng lực làm được việc này. Vì có kiếm chủ nhân gian giúp đỡ, nước Nguyệt và nước Cổ đã trở thành hai trong bốn thế lực quyền thế nhất vũ trụ Quan Huyên. Thân phận của người mang thiên mệnh đặc biệt nhưng trước mặt hai thế gia siêu cấp này thì cũng chưa kể là gì. Luận về thân phận, người có thể khiến bốn đại thế gia kiêng kỵ chỉ có hậu nhân của người đàn ông kia thôi. Kiếm chủ nhân gian. Hôm nay, Đại Võ Tông dẫn Lục Thiên tới Nguyệt giới. Hai người vừa tới nơi, Nguyệt tộc cũng không hề chậm trễ, đại trưởng lão đang nắm quyền ở Nguyệt tộc đích thân ra đón tiếp. Dù là người mang thiên mệnh hay là Đại Võ Tông, bọn họ đều có thân phận không thể xem thường, phải nể mặt. Đại võ quan ôm quyền, Nguyệt Thiên trưởng lão, lâu rồi không gặp. Nguyệt Thiên trưởng lão cười nói, Đại võ quan, lâu rồi không gặp. Nói rồi ông ta ra động tác tay mời, mời vào trong nói chuyện. Đại võ quan gật đầu. Ba người vào trong Nguyệt Điện, Nguyệt Thiên chỉ nhìn Lục Thiên và Đại võ tông mà không nói gì. Đại võ tông cười nói, Nguyệt Thiên trưởng lão. Ta nói thẳng vào vấn đề luôn nhé. Lần này ta tới đây là hy vọng Lục Thiên nhận được sự ủng hộ của Nguyệt tộc. Nguyệt Thiên khẽ cười, đều là người của thư viện, mọi người chung sống hòa bình với nhau mới là chuyện nên làm. Thấy Nguyệt Thiên nói tránh, Đại Võ Tông nhìn chằm chằm Nguyệt Thiên, Lục Thiên. Nghe gọi, Lục Thiên chợt bước ra, đạo ấn xuất hiện giữa ấn đường của gã. Nhìn thấy đạo ấn, Nguyệt Thiên khẽ nhíu mày. Đại Võ Tông nhìn chằm chằm Nguyệt Thiên trưởng lão chắc đã biết được ý nghĩa của đạo ấn rồi nhỉ. Sau một hồi im lặng, Nguyệt Thiên lắc đầu, tiên tổ đã để lại tổ huấn, nước Nguyệt ta chỉ có thể ủng hộ hậu nhân của kiếm chủ nhân gian thôi. Đại Võ Tông lại gọi, Lục Thiên. Lục Thiên khẽ gật đầu, cơ thể gã vận chuyển tâm pháp, bỗng chốc, một luồng sức mạnh huyết mạch đáng sợ trào từ trong người gã ra, sau đó một luồng uy lực huyết mạch bao trùm lấy Nguyệt Thiên. Đại trưởng lão lập tức đứng dậy, kinh hãi nói, huyết mạch phong ma. Đại võ tông gật đầu. Đại trưởng lão nhìn chằm chằm Lục Thiên, hai tay siết chặt, ánh mắt đầy dẫy vẻ chấn động. Đại võ tông, Nguyệt Thiên trưởng lão, bọn ta cần sự giúp đỡ của nước Nguyệt. Nguyệt Thiên chỉ lặng thinh. Đại võ tông đang định nói thêm thì Nguyệt Thiên bỗng nói, được. Đại võ tông sững sờ. Nguyệt Thiên nhìn chằm chằm Lục Thiên. Nước Nguyệt ta hiếu chung với kiếm chủ nhân gian, nếu Lục Thiên đã là hậu nhân của kiếm chủ nhân gian thì nước Nguyệt ta sẽ trung thành với cậu ấy. Nghe vậy, Lục Thiên và cả Đại Võ Tông đều vui mừng. Đại Võ Tông trầm giọng nói, e rằng hôm xảy ra tỷ võ sẽ có biến cố, thế nên hôm đó bọn ta cần Nguyệt Trần vệ của nước Nguyệt giúp sức. Nguyệt Thiên gật đầu, đây là điều đương nhiên. Ông ta dừng lại một lát rồi lại nói, sau khi chuyện thành. Đại Võ Tông lập tức tiếp lời, vinh dự và quyền thế của nước Nguyệt sẽ tăng gấp đôi. Nguyệt Thiên cười lớn, được. Đại Võ Tông ôm quyền, Nguyệt Thiên trưởng lão, cáo từ. Nói rồi, ông ta dẫn Lục Thiên rời đi. Nguyệt Thiên bỗng cung kính hành lễ, cung tiễn thiếu chủ. Thiếu chủ, ở phía xa, Lục Thiên hơi sửng sốt, gã khẽ mỉm cười, không cần đa lễ. Nói xong, gã cùng Đại Võ Tông biến mất. Trong điện. Nụ cười của Nguyệt Thiên dần biến mất, thay vào đó là sự lạnh lùng. Lúc này, bên cạnh xuất hiện một chàng trai chừng 20 tuổi, mặc một bộ đồ trắng, y trầm ngâm nhìn phía chân trời. Nguyệt công tử, Nguyệt Trần, là người đứng thứ hai trên bảng yêu nghiệt hiện nay. Nguyệt Thiên nhìn Nguyệt Trần, trầm giọng nói, trong chuyện này có vấn đề, sao công tử lại bảo ta đồng ý? Nguyệt Trần bình tĩnh nói, Lục Thiên không phải là hậu nhân của kiếm chủ. Nguyệt Thiên nhíu mày, sao lại nói vậy? Nguyệt Trần nhẹ giọng nói, nếu gã thật sự là hậu nhân của kiếm chủ thì không cần phải cố ý chứng minh với chúng ta, chỉ cần gã bày ra thân phận của mình, lẽ nào nước Nguyệt chúng ta dám tạo phản sao? Có lý. Nguyệt Thiên gật đầu, ý của bọn họ là hôm tỷ võ sẽ xảy ra chuyện, muốn chúng ta phái binh tới trấn áp. Nói rồi,
Ông ta khẽ lắc đầu, Lục Thiên này không có lòng tin khi đối mặt với Diệp Quân. Nguyệt Trần bỗng hỏi, đại trưởng lão có biết Diệp Quân không? Nguyệt Thiên gật đầu, đã điều tra từ sớm. Nguyệt Trần, hắn có khả năng là hậu nhân của kiếm chủ nhân gian không? Nguyệt Thiên ngây người ra. Nguyệt Trần bước sang bên ngồi xuống, chậm rãi nói, trước đây ta có ba nghi vấn. Một là Diệp Quân tới từ Nam Châu, nơi này là một thế giới nhỏ, sao hắn lại có được truyền thừa kiếm đạo? Hơn nữa, tốc độ tu luyện lại nghịch thiên đến cỡ này. Đáp án rất đơn giản, sau lưng hắn có kiếm tu tuyệt thế, mà kiếm tu này đến cả nước Nguyệt của chúng ta cũng không điều tra được, điều này có nghĩa là gì? Nghĩa là đối phương cố tình che giấu thân phận thật sự của Diệp Quân. Nguyệt Thiên ngồi trên ghế, nhíu chặt mày. Nguyệt Trần nói tiếp, vấn đề thứ hai chính là trong chuyến hành trình tới Thanh Châu của Diệp Quân, kiếm chủ nhân gian hiện thế, sau hôm đó, nhà họ An bị xử phạt, kiếm chủ nhân gian đã nói chuyện rất lâu với Diệp Quân, đặc biệt là thái độ của ông ấy với Diệp Quân, lúc Diệp Quân ngã xuống, ông ấy không hề dùng kiếm khí để đỡ hắn mà lại đích thân tới ôm. Hành động này có ý nghĩa sâu xa. Trên mặt Nguyệt Thiên đã túa mồ hôi lạnh. Nguyệt Trần lại nói, nghi vấn cuối cùng, cho tới hôm nay thì Lý Viện Phó vẫn không có bất kỳ hành động nào, điều này cực kỳ bất thường. Chuyện giữa Lục Thiên và Diệp Quân đã ồn ào đến cỡ này nhưng nội các lại không ngăn cản, vì sao? Nói rồi, y suy nghĩ một lát, lại nói tiếp, đại trưởng lão, ta đoán Diệp Quân mới là hậu nhân thật sự của kiếm chủ nhân gian, Lý Viện Phó cũng đã biết được thân phận của hắn nhưng bà ấy không để lộ. Nguyệt Thiên không hiểu, vì sao? Nguyệt Trần nheo mắt, nếu ta đoán không nhầm thì bà ấy muốn mượn cơ hội này để thanh trừ phe thế gia và phe tông môn. Nguyệt Thiên sững sờ, sau đó sắc mặt trở nên khó coi. Nguyệt Trần khẽ nói, đây là một cơ hội ngàn năm hiếm gặp đối với bà ấy, vì lần này tất cả những kẻ có dã tâm và hai lòng đều sẽ bị vạch trần, bà ấy có thể một lưới bắt gọn. Nguyệt Thiên trầm giọng nói, bà ấy không sợ người ta tạo phản à? Nguyệt Trần khẽ cười. Bà ấy còn mong phe thế gia và phe tông môn tạo phản ấy chứ. Đại trưởng lão, ta hỏi ông nhé, bốn đại thế gia chúng ta với phe tông môn và phe thế gia cùng tạo phản thì có thành công không? Nguyệt Thiên im lặng. Nguyệt Trần cười nói, ông đang nghĩ là có một chút cơ hội, phải không? Dù sao bản thể của kiếm chủ nhân gian đã không xuất hiện trong suốt mấy nghìn vạn năm qua, mọi người đều đang nghi ngờ ông ấy đã chết trong trận chiến năm xưa rồi. Nếu ông ấy không còn nữa, bốn đại gia tộc sẽ hoàn toàn có khả năng tạo phản, đúng không? Nguyệt Thiên không nói gì. Nguyệt Trần khẽ nói, tiên tổ đã để lại tổ huấn, đi theo hậu nhân kiếm chủ nhân gian. Câu này có hai ý nghĩa, một là nghĩa đen, hai là nói cho chúng ta biết, thật ra kiếm chủ nhân gian vẫn còn, không được hài lòng. Nguyệt Thiên nhìn Nguyệt Trần, nhẹ giọng nói, thế nên chúng ta chỉ có thể đời đời kiếp kiếp làm thần sao? Nguyệt Trần cười nói, đại trưởng lão, nếu chúng ta không làm thần thì sẽ biến mất khỏi thế gian trong tích tắc đấy. Nguyệt Thiên nhíu mày. Nguyệt Trần, vũ trụ bây giờ, lòng người đều hướng về kiếm chủ nhân gian, nếu chúng ta tạo phản, mới bước đầu đã mất đi lòng người rồi. Hơn nữa, chúng ta không có năng lực tạo phản, ta không tin kiếm chủ nhân gian không để lại phương án dự phòng, năm xưa ông ấy không làm suy yếu thế gia chúng ta đã là nhân từ, nhưng không có nghĩa là ông ấy không để lại phương án dự phòng. Nói rồi, y nhìn ra ngoài cửa, khẽ nói, vì đã quá lâu ông ấy không xuất hiện, nên chúng ta bây giờ đều mất đi sự kính sợ, nói cách khác, chúng ta đều trở nên tự cao cả rồi. Nguyệt Thiên thở dài. Nguyệt Trần, nếu nước Nguyệt ta muốn trở thành vua của vũ trụ này, cũng rất đơn giản thôi, lớp trẻ của nước Nguyệt chúng ta phải vượt xa hậu nhân của kiếm chủ nhân gian, vượt theo kiểu người ta không thể đuổi kịp ấy, thế giới này, thực lực lớn hơn cả mà. Nói rồi. Y mỉm cười, nếu Diệp Quân kia thật sự là hậu nhân của kiếm chủ nhân gian, ta không nắm chắc sẽ thắng được hắn. Nguyệt Thiên cười khổ. Nguyệt Trần, đại trưởng lão, thông báo cho tộc trưởng đi. Báo cáo lại suy đoán của chúng ta cho bà ấy nghe, bà ấy sẽ tự có phán đoán của mình. Chuyện này ta và ông đều không thể làm chủ, mời tộc trưởng quyết định đi. Nguyệt Thiên gật đầu, như nhớ ra điều gì. Ông ta nhìn Nguyệt Trần, công tử thấy nếu hai người họ quyết chiến công bằng thì ai sẽ thắng? Nguyệt Trần, Diệp Quân. Nguyệt Thiên sửng sốt, vì sao? Nguyệt Trần cười đáp, người mang thiên mệnh đánh không lại thì sẽ gọi thiên đạo, cách làm này kém sang quá.
thiên tài thực thụ đều khinh thường hành vi này của gã. Nguyệt Thiên cười nói, đúng là kém sang. Nguyệt Trần trầm giọng nói, trưởng lão, lập tức thông báo cho tộc trưởng đi, chuyện này có lẽ sẽ liên quan đến sự tồn vong của Nguyệt tộc chúng ta, một khi thân phận của Diệp Quân được xác thực, vậy thì Nguyệt tộc của chúng ta phải chuẩn bị rồi. Nguyệt Thiên không hiểu, chuẩn bị gì? Nguyệt Trần khẽ nói, chuẩn bị đón tiếp Tân Vương. Sau khi rời khỏi Nguyệt giới, trong tầng mây, Lục Thiên hít sâu vào một hơi. Thiếu chủ, giờ phút này, gã đã thích cảm giác này rồi. Bốn đại thế gia kiêu ngạo đến nhường nào. Phải biết rằng gã là người mang thiên mệnh nhưng lúc gã tới thư viện Quan Huyên, bốn đại thế gia này đều chẳng thèm ngó ngàng gì tới gã. Nhưng vừa rồi, gã chỉ để lộ một tia huyết mạch phong ma thôi. Đường đường là đại trưởng lão của nước Nguyệt đã cung kính hành lễ với gã. Nếu đến ngày gã để lộ thân phận thì chắc chắn tất cả mọi người ở thư viện Quan Huyên đều phải quỳ bái kính ngưỡng. Nghĩ đến cảnh đó, Lục Thiên bỗng siết hai tay lại, cảm thấy hưng phấn và kích động. Giây phút này, máu của gã đang cuộn trào. Lúc này, Đại Võ Tông bỗng nói, giữ vững tâm thái. Lục Thiên lại hít sâu vào một hơi, đè nén sự xôn xao trong lòng xuống, gã nhìn chân trời, phúc địa linh hư, động thiên tuế nguyệt, và cả kiếm tông. Nhắc đến những thế lực này, ánh mắt gã dần trở nên lạnh lẽo. Có một số chuyện, gã nhất định phải nhớ kỹ. Sau này vẫn cần phải tính sổ. Theo ta thì sống, nghịch ta thì chết. Đại Võ Tông nói, nếu lần này chúng ta có thể nhận được sự ủng hộ của cổ tộc nữa thì đại cục về cơ bản đã được định rồi. Đến lúc đó, dù sau lưng Diệp Quân có 1000 vị đại kiếm đế thì hắn cũng phải chết. Nói rồi ông ta nhìn Lục Thiên, chỉ cần ngươi giết được hắn, ngươi chính là vua, vua của vũ trụ Quan Huyên. Vua, thống nhất vũ trụ Quan Huyên. Lục Thiên chậm rãi nhắm mắt lại, hai tay siết thật chặt. Giây phút này máu nóng gã mới vừa bình ổn đã lại cuộn trào. Rất muốn khiêm tốn, nhưng thật sự nhịn không được. Đại Võ Tông khẽ cười, giữ tâm thái bình thường. Lục Thiên bỗng khom thật sâu người bái Đại Võ Tông, dù ta có thể trở thành vua của vũ trụ này hay không, ngài vẫn luôn là sư phụ của ta. Đại Võ Tông cười nói, tới cổ tộc thôi. Chỉ cần cổ tộc đồng ý giúp đỡ là mọi chuyện đã ổn định rồi. Qua trận chiến kia, ngươi sẽ mở ra thời đại hoàn toàn mới của mình. Lục Thiên gật đầu. Rất nhanh, hai người đã tới cổ giới. Cổ tộc cũng không hề sơ suất khi tiếp đãi hai người, cổ thái tử của cổ tộc đích thân đón tiếp. Cổ thái tử, yêu nghiệt siêu cấp đứng đầu trên bảng yêu nghiệt. Đương nhiên, điều khủng bố nhất, y là thái tử mà Tín công chúa đã chỉ định. Cũng chính là người thừa kế trong tương lai của đế quốc cổ. Vì Tín công chúa quanh năm ở thế giới hư chân, nên nhà họ cổ ở vũ trụ Quan Huyên hiện nay đều do cổ thái tử quản lý. Hôm nay cổ thái tử mặc một bộ trường sam màu xanh, tóc được buộc cao, mặt mày phảng phất ý cười, cả người trông rất hiền hòa. Nhìn thấy Đại Võ Tông và Lục Thiên, cổ thái tử ôm quyền cười nói, Đại Võ Tông, Lục Huynh. Đại Võ Tông, cổ thái tử. Tiện nói chuyện chút không? Cổ thái tử, đương nhiên, mời vào điện. Ba người cùng tới một gian đại điện, thị nữ dâng trà xong thì lui xuống. Trong điện chỉ còn lại ba người. Cổ thái tử chỉ uống trà, không nói gì. Đại Võ Tông lên tiếng trước, cổ thái tử, lần này bọn ta đến đây là mong nhận được sự ủng hộ của cổ tộc. Cổ thái tử đặt chén trà xuống rồi hỏi, ý của Võ Tông là mong cổ tộc ta có thể ủng hộ Lục Huynh sao? Đại Võ Tông gật đầu. Cổ thái tử im lặng. Đại Võ Tông bỗng nhìn Lục Thiên, Lục Thiên đứng dậy, đi sang bên cạnh, hai tay xòe ra, bỗng chốc xung quanh người gã xuất hiện màn ánh sáng đỏ nhàn nhạt. Một luồng sức mạnh huyết mạch phóng ra xung quanh. Cổ thái tử nheo mắt, huyết mạch phong ma sao? Đại Võ Tông gật đầu, đúng vậy. Cổ thái tử im lặng. Đại Võ Tông nhìn cổ thái tử, cổ tộc có bằng lòng giúp không? Nếu không thì cũng không sao. Cổ thái tử cười hỏi, Võ Tông muốn cổ tộc ta làm gì? Đại Võ Tông mỉm cười, người thông tuệ như cổ thái tử không thể không biết mục đích của ta được. Cổ thái tử bỗng nhìn Lục Thiên, Lục Huynh, trận chiến giữa Huynh và Diệp Quân, Huynh nắm mấy phần thắng? Lục Thiên, 10 phần. 10 phần. Cổ thái tử im lặng, người bốc phét cỡ này, ta cũng chẳng biết tiếp lời thế nào.
Đại Võ Tông cười nói, Cổ Thái Tử thấy thế nào? Cứ nói thẳng, không sao đâu. Cổ Thái Tử bình tĩnh nói, chuyện này liên quan trọng đại, ta phải xin ý kiến của tiên tổ. Đại Võ Tông khẽ gật đầu, được. Nói rồi, ông ta đứng dậy ôm quyền, vậy hai người bọn ta cáo từ trước. Cổ Thái Tử gật đầu, đi cẩn thận. Đại Võ Tông và Lục Thiên quay người rời đi. Sau khi hai người đi, Cổ Thái Tử ngồi trên ghế, lắc đầu cười. Lúc này, một cô gái bước tới trước mặt Cổ Thái Tử, cô gái nhìn ra ngoài điện rồi hỏi, ca, Lục Thiên kia là hậu nhân của kiếm chủ nhân gian sao? Cổ Thái Tử lắc đầu, không phải. Cô gái nhíu mày, gã có huyết mạch phong ma mà. Cổ Thái Tử cười nói, gã làm thế này là giấu đầu lòi đuôi. Nếu gã là hậu nhân của kiếm chủ nhân gian thì hoàn toàn không cần phải tới đây yêu cầu cổ tộc chúng ta giúp đỡ. Vì không phải nên mới tới đây chứng minh. Cô gái mỉm cười, gã có đạo ấn và cả huyết mạch phong ma nữa. Cổ Thái Tử lắc đầu, điều này không chứng minh được gì cả, Dương tộc có huyết mạch phong ma đấy. Họ là hậu nhân của kiếm chủ nhân gian sao? Cô gái im lặng. Cổ Thái Tử khẽ nói, hơn nữa, Đại Võ Tông và Lục Huynh này muốn đi con đường không chính đáng. Cô gái nhíu mày, là ý gì ạ? Cổ Thái Tử cười nói, ta thấy ý của bọn họ là không nắm chắc được phần thắng. Nếu đã nắm chắc phần thắng thì bọn họ không cần phải tới tìm kiếm sự giúp đỡ từ cổ tộc chúng ta. Nói rồi, y nhìn ra ngoài điện, khẽ nói, nếu ta đoán không nhầm thì hôm quyết chiến, Lục Huynh này thắng thì tốt, nhớ thất bại thì bọn họ rất có thể sẽ trực tiếp cưỡng ép chân áp Diệp Quân. Cô gái nhíu mày, bọn họ dám sao? Cổ Thái Tử bình tĩnh nói, có gì mà không dám? Bây giờ sau lưng bọn họ có vô số thế gia và tông môn, đặc biệt là Tiên Bảo Các, Ngân Hà Tông và Vị Lai Tông, mấy thế lực này không xem thường được đâu. Cô gái cười nói, chúng ta là một trong những thế gia lớn nhất. Cổ Thái Tử bỗng híp mắt lại. Thấy thần sắc của Cổ Thái Tử, cô gái hỏi, sao vậy ạ? Như nghĩ ra điều gì, Cổ Thái Tử bỗng đứng dậy, không đúng. Cô gái nhíu mày, sao cơ ạ? Cổ Thái Tử bỗng siết chặt hai tay lại, nội các lại không có bất kỳ động tĩnh nào. Cô gái sững sốt, ca, ý huynh là. Cổ Thái Tử trầm giọng nói, người mang thiên mệnh ngang nhiên kéo bè kết phái, nhưng nội các lại không có bất cứ hành động nào, muội nghĩ chuyện này có bình thường không? Cô gái lắc đầu, không. Cổ Thái Tử, có hai khả năng. Một là Lục Thiên kia thật sự là người mang thiên mệnh, thế nên nội các cho phép gã thành lập những thành viên nòng cốt trong thế lực của mình. Hai là gã không phải là người mang thiên mệnh thật. Nội các muốn mượn cơ hội này để trấn áp phe thế gia và phe tông môn. Nghe thế, sắc mặt cô gái bỗng nghiêm trọng hẳn. Cổ Thái Tử trầm giọng nói, Lý Viện Phó Giam Diệp Chủ tịch không phải là để trừng phạt cô ấy mà là đang bảo vệ cô ấy và khiến phe thế gia với phe tông môn buông lỏng cảnh giác. Cô gái ca, muội phải nhắc nhở huynh, chúng ta cũng là thế gia. Cổ Thái Tử nheo mắt, nếu cổ tộc chúng ta và nguyệt tộc đứng nhầm đội, muội thấy thế nào? Cô gái lắc đầu, nếu hai tộc chúng ta đứng về phía Lục Thiên thì nội các có thể làm gì được. Dù Lục Thiên không phải là hậu nhân của kiếm chủ, hai tộc chúng ta cũng có khả năng nâng gã lên. Nguyệt tộc và cổ tộc hợp tác với nhau, họ thật sự không sợ nội các. Dù có là quan huyên vệ và đạo binh, cổ tộc và nguyệt tộc cũng có thể khống chế. Phải biết rằng quân đội mà hai tộc họ đang nắm giữ lên đến hàng nghìn vạn. Hai tộc bọn họ cũng không hề thua thư viện về mặt cường giả siêu cấp. Cổ Thái Tử bỗng nói, theo lẽ thường thì những lời muội nói đều không sai. Cô gái, nếu không theo lẽ thường thì sao? Cổ Thái Tử nhìn cô gái, nếu Diệp Quân mới là hậu nhân thật sự của kiếm chủ nhân gian thì sao? Cô gái đứng bật dậy, khó tin hỏi, sao có thể? Cổ Thái Tử bình tĩnh nói, sao lại không thể? Nếu Diệp Quân mới là hậu nhân của kiếm chủ nhân gian thì việc chúng ta đứng về phía Lục Thiên sẽ khiến cổ tộc vạn kiếp không ngóc đầu lên được. Một lời cáo buộc tạo phản của nội các đã đủ để đẩy cổ tộc ta xuống vực thẳm. Đến lúc đó, chúng ta chỉ có hai lựa chọn, một là tạo phản thật, hai là để mặc cho nội các xử lý. Mà nếu tạo phản thật? Cô gái hỏi, nếu tạo phản thật thì sao? Cổ Thái Tử khẽ nói, thế thì bị diệt tộc. Kiếm chủ nhân gian chỉ mới mất tích chứ không phải đã chết. Dù ông ấy thật sự đã ngã xuống rồi thì Thanh Khưu nữ đế vẫn còn đó. Cho dù bà ấy vẫn tiếp tục ngủ say,
thì chỉ cần chọn bừa vài người trong những đại lão năm xưa từng theo đuổi kiếm chủ nhân gian, cổ tộc ta sao có thể chống đỡ nổi. Nói rồi y lắc đầu, tiền tổ đã để lại tổ huấn, cổ tộc ta phải đời đời kiếp kiếp đi theo hậu nhân của kiếm chủ nhân gian. Nhân vật tuyệt thế như tiên tổ, tại sao lại nói lời này? Ta không tin chỉ đơn thuần là sự trung thành, ta nghĩ phần nhiều là vì bà ấy đã biết chỉ khi làm như vậy thì cổ tộc ta mới có đường sống. Cô gái im lặng rất lâu mới lên tiếng, bây giờ chúng ta vẫn chưa xác định được thân phận của Diệp Quân. Cổ thái tử, ta có thể xác định được rồi. Cô gái kinh ngạc, huynh có thể xác định được sao? Cổ thái tử gật đầu, ta có chứng cứ. Cô gái ngờ vực, chứng cứ gì ạ? Cổ thái tử xòe bàn tay ra, một bức tranh chậm rãi bay tới trước mặt cô gái, đây là tranh vẽ Diệp Quân. Cô gái nhìn một cái, mắt sáng lên, đẹp trai thật. Cổ thái tử trừng mắt, muội chỉ nhìn được thế thôi à? Cô gái cười gượng, sau đó quan sát lại bức tranh vẽ Diệp Quân, sau đó nói, thân hình cũng đẹp nữa. Cổ thái tử đen mặt, muội không thấy hắn rất giống với kiếm chủ nhân gian à? Cô gái sửng sốt, nhìn lại một lần nữa, chẳng mấy chốc, ánh mắt của cô ấy đã nghiêm trọng hẳn. Cổ thái tử khẽ nói, chắc hắn là con trai của kiếm chủ nhân gian. Cô gái nhìn cổ thái tử, ca, thế chúng ta phải làm sao? Sau một thoáng trầm mặc, cổ thái tử nói, lập tức thông báo cho tiên tổ, nếu Diệp Quân này thật sự là hậu nhân của kiếm chủ nhân gian thì tiên tổ buộc phải xuất hiện. Nói rồi, y dừng lại một lát mới nói tiếp. Chút nữa ta sẽ thông báo cho Đại Võ Tông, nói cổ tộc chúng ta bằng lòng ủng hộ bọn họ. Cô gái khó hiểu, vì sao ạ? Cổ thái tử bình thản nói, ngoài mặt chúng ta ủng hộ Lục Thiên, như vậy thì những thế gia và tông môn chưa chọn đội còn lại sẽ nhìn thấy được thái độ của chúng ta, chắc chắn sẽ lập tức tỏ rõ thái độ ngay. Mặt khác, chúng ta âm thầm giúp đỡ Diệp Quân, đến lúc đó, chúng ta sẽ xoay chuyển 360 độ, trực tiếp ủng hộ Diệp Quân. Cô gái im lặng một lúc rồi hỏi, nếu trong trận chiến, Diệp Quân và người mang thiên mệnh công bằng quyết chiến, người mang thiên mệnh đánh bại Diệp Quân thì thế nào? Cổ thái tử nói, nếu Diệp Quân là hậu nhân của kiếm chủ nhân gian mà lại bị đánh bại thì có nghĩa là thời đại của kiếm chủ nhân gian đã thật sự kết thúc rồi. Đến lúc đó, ai mạnh người đó thắng? Ta cảm thấy cũng có thể thử xem. Cô gái trầm mặc. Cổ thái tử lại nói, nếu Lục Thiên mạnh hơn ta, ta có thể phò tá cho gã như tiên tổ phò tá kiếm chủ nhân gian vậy, hết cách rồi, người ta ưu tú hơn ta, bối cảnh mạnh hơn ta phò tá gã là cam tâm tình nguyện. Nhưng nếu gã chỉ là một tên bù nhìn thì ta không có hứng thú phò tá. Cô gái gật đầu, đúng là vậy. Cổ thái tử, bây giờ ta sẽ liên lạc với tiên tổ. Cô gái bỗng nói, trước đây cổ hạo từng vì số mệnh đại đạo mà tới Thanh Châu để giết Diệp Quân. Cổ thái tử nhíu mày, muội không nhắc thì ta cũng quên mất chuyện này. Không phải ta đã ra lệnh không được tham gia chuyện này rồi sao? Cô gái bất lực, y tự ý lén lút đi. Cổ thái tử bỗng hỏi, câu trước muội nói gì? Cô gái hơi ngẩn người rồi nhắc lại, trước đây cổ hạo từng. Cổ thái tử nhíu mày, cổ hạo là ai? Sao ta không biết nhỉ? Cô gái. Trên đỉnh núi Võ Viện, Đại Võ Tông bỗng nhận được một phong thư. Một lúc sau, ông ta bỗng mỉm cười rồi bước về phía Lục Thiên đang tu luyện gần đó, cổ tộc đã đồng ý giúp đỡ, đại cục đã được định sẵn rồi. Lục Thiên khẽ nhếch khóe miệng, rồi dần dần cười rạng rỡ, cuối cùng gã không kìm được sự vui sướng trong lòng mà bật cười thành tiếng. Đại cục đã được định. Thời đại của Lục Thiên gã sắp được mở ra rồi. Trên đỉnh núi Võ Viện, Lục Thiên đứng đó, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt nhìn thư viện Quan Huyên phía xa. Khóe miệng treo một nụ cười nhàn nhạt. Hai đại gia tộc có quyền thế nhất trong vũ trụ Quan Huyên hiện nay đều đã ủng hộ gã, có thể nói, vị trí của gã đã ổn định rồi. Dù có là nội các cũng không cản được gã. Thư viện đã 3.000 vạn năm không thay chủ mới, mà nay, Tân Vương đã xuất hiện. Đại Võ Tông bước tới bên cạnh Lục Thiên, khẽ nói, thời đại của ngươi, sắp bắt đầu rồi. Lục Thiên gật đầu, gã không hề khiêm tốn. Là người mang thiên mệnh, đời này của gã đã được định là vô địch. Đại Võ Tông lại nói, tuy đã có cổ tộc và nguyệt tộc ủng hộ nhưng vẫn còn một nơi, chúng ta buộc phải có được sự ủng hộ của bọn họ. Lục Thiên nhìn Đại Võ Tông khẽ nói, yêu vực. Yêu vực. Lục Thiên nhíu mày.
Yêu vực rất mờ nhạt trong thư viện Quan Huyên, không phải họ không mạnh, ngược lại yêu vực này cực kỳ mạnh. Mờ nhạt là vì yêu vực là khu tự trị, yêu tộc quanh năm ở trong yêu vực, rất hiếm qua lại với con người, đương nhiên yêu vực vẫn nằm trong phạm vi quản chế của thư viện. Sở dĩ như vậy là vì nếu yêu tộc thường xuyên ở chung với nhân tộc thì sẽ dễ xảy ra mâu thuẫn. Thế nên, yêu tộc và loài người thường tách riêng, nhưng hai tộc cũng có giao lưu với nhau, mỗi 10 năm đều có một lần tỷ võ để lớp trẻ giữa yêu tộc và nhân tộc cọ sát với nhau. Đại Võ Tông nói, trong yêu vực có mấy chục vạn chủng tộc yêu, chúng ta không thể có được sự ủng hộ của toàn bộ yêu tộc, nhưng chỉ cần được vài yêu tộc trong số đó ủng hộ là đủ. Nói rồi, ông ta khẽ cười, ai ủng hộ chúng ta thì sau này chúng ta sẽ nâng đỡ người đó lên làm vương của yêu thú, ta tin bọn họ sẽ không thể từ chối điều kiện này của chúng ta. Lục Thiên khẽ nói, tộc Thiên Long. Đại Võ Tông cười nói, đừng để bụng chuyện này. Đợi đến lúc ngươi trở thành người nắm quyền, ngươi có thể nhìn sắc mặt của tộc Thiên Long thử xem, ta nghĩ chắc là đặc sắc lắm. Nghe vậy, khóe miệng Lục Thiên nhếch lên, chắc chắn sẽ rất đặc sắc. Đại Võ Tông gật đầu, đi thôi, tới yêu vực. Như nghĩ tới điều gì, Lục Thiên hỏi, sư phụ, nước Nguyệt và nước Cổ ủng hộ chúng ta, chắc không có cái bẫy nào trong đây đâu nhỉ. Đại Võ Tông khẽ cười, bọn họ không có lý do để làm vậy cả, trừ phi hậu nhân của kiếm chủ nhân gian xuất hiện, nhưng có khả năng đó không? Lục Thiên gật đầu rồi hai người biến mất. Trong mộ kiếm ở Kiếm Tông, Diệp Quân đã ngồi ở đây 3 ngày, cũng đã lĩnh ngộ 3 ngày. Thời gian này, mỗi ngày hắn đều giao lưu học tập với những kiếm ý kia. Dùng đạo của người khác để hoàn thành đạo của chính mình. Dù tu kiếm hay là tu đạo đều không thể nhắm mắt làm liều, chỉ khi tiếp thu trí tuệ quần chúng, học tập ưu điểm của người khác, mở rộng tầm nhìn của mình thì mới có thể đi xa hơn được. Bên ngoài mộ kiếm, Trần Quan Tử im lặng nhìn chằm chằm Diệp Quân. Bên cạnh y là Tào Bạch. Tào Bạch trầm giọng nói, đại sư huynh, ta cứ cảm thấy xung quanh có người đang giám sát Kiếm Tông chúng ta đã tra một lượt nhưng không tìm thấy ai. Đó là ảo giác của ta hay là thực lực của người giám sát chúng ta quá cao cường? Trần Quan Tử ngẩng đầu nhìn trời, không trả lời. Thấy ánh mắt của Trần Quan Tử, sắc mặt Tào Bạch tối hẳn xuống, đại sư huynh, thật sự có người đang giám sát Kiếm Tông ta à? Trần Quan Tử gật đầu. Hỗn xược. Sắc mặt Tào Bạch bỗng trở nên lạnh lẽo, bọn họ muốn làm gì? Muốn cưỡng ép giết chết Diệp Quân sư đệ sao? Trần Quan Tử im lặng. Y có thể cảm nhận được có người trong bóng tối, hơn nữa người đó còn rất mạnh, mạnh siêu thường ấy, mà không chỉ có một người đâu. Tào Bạch trầm giọng nói, đại sư huynh, chúng ta buộc phải thông báo với các trưởng lão và các sư thúc ở thế giới hư chân. Trần Quan Tử khẽ gật đầu, ta đã thông báo rồi. Tào Bạch gật đầu rồi nhìn bầu trời với vẻ lo lắng. Trần Quan Tử nói, đừng lo, có ta trấn thủ ở đây. Tào Bạch gật đầu. Đúng lúc này, Diệp Quân đang ngồi xếp bằng ở đằng xa bỗng mở mắt. Vù! Một tiếng kiếm kêu bỗng phóng lên từ sâu trong mộ kiếm, đất trời rung chuyển. Xung quanh Diệp Quân, vô số kiếm ý trở về với kiếm của mình như nước chiều rút. Mộ kiếm đã yên bình trở lại. Thấy cảnh này, Tào Bạch bỗng sững người, chuyện này. Trần Quan Tử nhìn Diệp Quân ở phía xa, không nói gì. Lúc này, Diệp Quân chậm rãi đứng lên. Hắn trông có vẻ trở nên tang thương hơn rất nhiều. Tiểu Tháp bỗng nói, cảm giác thế nào? Diệp Quân cười mà không đáp lời. Tiểu Tháp nói, bớt ra vẻ đi, nói nhanh. Diệp Quân cười nói, cũng tạm. Tiểu Tháp ngờ vực, cũng tạm là thế nào? Diệp Quân suy nghĩ rồi trả lời, thì là cảm giác rất tốt, ta đã làm quen được với kiếm đạo của các tiền bối, đều rất ưu tú. Tiểu Tháp hỏi, sau đó thì sao? Diệp Quân nói, nhưng ta vẫn cảm thấy kiếm đạo của mình tốt hơn. Tiểu Tháp im lặng. Diệp Quân, cảm ngộ được rất nhiều, cũng khiến ta hiểu ra rất nhiều thứ, bội thu. Giọng nói bí ẩn bỗng nói, Tiểu Tháp, bảo hắn tuyệt đối đừng để người khác làm ảnh hưởng tới mình, để mình. Lúc này, Diệp Quân lại nói, nhưng ta thấy ta có thể học tập đạo của người khác, thậm chí có thể trở thành võ thần, nhưng ta buộc phải giữ được bản tâm của mình. Giữ được đạo của mình, đây mới là trọng tâm của ta. Thế nên, sau khi cảm nhận được kiếm đạo của các vị tiền bối, ta càng kiên định hơn với kiếm đạo của mình. Nói rồi,
hắn dừng lại một lát mới nói tiếp, đời này nếu không vô địch, cuối cùng cũng là người chết đạo tan. Nếu cuối cùng ta và người khác phải có một người chết thì vẫn nên để người khác chết đi tốt hơn. Tiểu tháp. Ha ha. Giọng nói bí ẩn bỗng bật cười, hay, quá hay. Tâm tính của thằng nhóc này, vô địch đương thời. Con không nhìn nhầm người. Tiểu tháp hỏi, hắn đã đạt đến đại kiếm đế chưa? Giọng nói bí ẩn, đồ ngốc. Tiểu tháp. Giọng nói bí ẩn, có biết điều gì đáng sợ nhất không? Tiểu tháp, người nói vào trọng điểm cho ta, đừng có vòng vo, nói cao thâm quá não ta không tiếp thu nổi, người không biết đầu óc ta đơn giản à. Giọng nói bí ẩn trầm mặc một lúc rồi nói, đáng sợ nhất là sau khi một người đã trải qua phồn hoa mà vẫn giữ được bản tâm, không bị phồn hoa trước mặt làm mờ mắt. Sau một thoáng im lặng, tiểu tháp nói một cách đơn giản là một người thành thật đã tới dạo chơi một lượt ở những nơi, không đứng đắn, kia nhưng vẫn giữ được bản tâm của mình. Không làm bừa, đúng vậy không? Giọng nói bí ẩn suy nghĩ rồi hỏi, không phải ngươi nói trước đây ngươi từng đi học à? Tiểu tháp, trả chữ cho thầy rồi. Giọng nói bí ẩn. Tiểu tháp lại hỏi, hắn đạt đến đại kiếm đế chưa? Giọng nói bí ẩn, nếu ta đoán không nhầm thì chắc hắn còn thiếu một bước nữa. Tiểu tháp nhíu mày, một bước. Giọng nói bí ẩn, đúng vậy, ta thấy hắn có thể vượt qua được bước này. Nhưng hắn không bước qua. Tiểu tháp khó hiểu, vì sao? Giọng nói bí ẩn suy nghĩ rồi nói, thằng nhóc này lắm mưu nhiều kế, ai biết hắn nghĩ gì cơ chứ? Đúng, đúng. Tiểu tháp vội nói, thằng nhóc này lắm mưu nhiều kế, xấu xa lắm. Giọng nói bí ẩn. Diệp Quân bước tới trước mặt Trần Quan Tử và Tào Bạch, cười chào, đại sư huynh. Trần Quan Tử khẽ gật đầu, không nói gì mà lại quay người rời đi. Diệp Quân hơi sững sờ, Tào Bạch đứng bên cười giải thích, tính cách của đại sư huynh là vậy đấy, không thích nói chuyện cho lắm. Ta nói đệ nghe nhé, sau khi đệ vào kiếm tông, đại sư huynh nói chuyện với đệ nhiều nhất đấy. Diệp Quân cười nói, con người của đại sư huynh rất tốt. Tào Bạch gật đầu, cực kỳ tốt. Sau khi bọn ta vào kiếm tông, đều là huynh ấy dạy dỗ bọn ta, trong lòng bọn ta, huynh ấy là người bọn ta kính trọng nhất. Nói rồi. Dường như y nhớ ra gì đó, bỗng nói, Diệp sư đệ, Diệp chủ tịch phái người tới tìm đệ, còn đang đợi đệ ngoài đó. Diệp Quân hơi ngẩn người, sau đó hỏi, Diệp chủ tịch. Diệp Quan chỉ sao? Tào Bạch gật đầu, đúng vậy. Diệp Quân vội hỏi, đang ở đâu? Tào Bạch, đang ở khách điện. Diệp Quân cười nói, sư huynh, phiền huynh dẫn đường. Sư huynh. Tào Bạch cười ha ha, đi thôi. Nói rồi hai huynh đệ ngự kiếm bay đi, biến mất trên bầu trời. Tại khách điện, Diệp Quân nhìn thấy một bà lão nhìn thấy Diệp Quân thì vội đứng dậy, Diệp công tử, ta là nhũ mẫu của Quan Chỉ, lần này tới tìm cậu là ý của Quan Chỉ, con bé muốn mời cậu tới gặp mặt. Diệp Quân gật đầu, được. Hắn cũng đang muốn tới gặp Diệp Quan Chỉ. Tào Bạch đứng bên lại bỗng nói, không được. Diệp Quân và Lý bà nhìn Tào Bạch. Tào Bạch trầm giọng nói, bây giờ không tiện. Lý bà nhíu mày, sao vậy? Diệp Quân cũng không hiểu. Tào Bạch nói, bây giờ là thời điểm nhạy cảm, nếu Diệp sư đệ rời khỏi kiếm tông, bọn ta. Diệp Quân bỗng hỏi, có người đang giám sát ta sao? Tào Bạch nhìn Diệp Quân rồi gật đầu, đúng vậy. Diệp Quân nhíu mày. Sắc mặt của Lý bà u ám, bọn họ muốn làm gì? Tào Bạch lắc đầu, dù thế nào. Bây giờ Diệp sư đệ ở lại kiếm tông mới là an toàn nhất. Diệp Quân suy nghĩ rồi cười nói, Tào sư huynh, không sao đâu. Vì bọn họ không thể và cũng không cần phải ra tay với ta vào thời điểm này, trừ phi người mang thiên mệnh không có chút lòng tin nào chiến thắng được ta. Tào Bạch suy nghĩ, thấy cũng có lý nên gật đầu, thế ta đi với đệ tới Nam Uyển. Diệp Quân cười nói, không cần đâu, huynh yên tâm, dù có nguy hiểm gì thì ta cũng sẽ tự bảo vệ được mình. Sau một hồi im lặng, Tào Bạch gật đầu, vậy đệ cẩn thận đấy. Diệp Quân gật đầu, sau đó nhìn Lý bà tiền bối, chúng ta đi thôi. Lý bà gật đầu, hai người cùng rời đi. Sau khi rời khỏi kiếm tông, hai người đi về hướng Nam Uyển. Trên đường đi, trong tháp, tiểu tháp bỗng nói, những khí thức trong bóng tối kia mạnh quá, lạ ghê. Giọng nói bí ẩn, không có ý thù địch, cũng không giống như đang giám sát.
lại giống như đang bảo vệ. Tiểu Tháp trầm giọng nói, lẽ nào thân phận của thằng nhóc này bị lộ rồi? Không phải chứ, ta giấu kỹ lắm mà. Giọng nói bí ẩn, ngươi có chắc là ngươi giấu kỹ lắm không? Tiểu Tháp nói, ta cảm thấy là rất kỹ, ngươi thấy không kỹ à? Giọng nói bí ẩn cạn lời. Lý bà đi bên cạnh quan sát Diệp Quân, trong lòng thầm tán thưởng, phải công nhận chàng trai này không những có thiên phú yêu nghiệt mà trông cũng tuấn tú lịch sự, phong độ ngời ngời. Diệp Quân bỗng hỏi, tiền bối, quan chỉ cô nương sống ở Nam Uyển có ổn không ạ? Lý bà hơi cúi đầu, bị giam lỏng, sao mà ổn được? Diệp Quân bỗng dừng chân, Lý bà nhìn hắn, hắn hỏi, Lý bà, nội các ở đâu ạ? Lý bà sững sờ, cậu muốn làm gì? Diệp Quân đáp, cáo ngự trạng. Cáo ngự trạng. Lý bà nhìn Diệp Quân, không nói gì. Diệp Quân khẽ nói, nếu thư viện không một ai lên tiếng bất bình thay cho quan chỉ cô nương, thì để ta. Lý bà nhìn Diệp Quân với vẻ mặt phức tạp, lòng thầm nói, nhà đầu, con không nhìn nhầm người. Diệp Quân nhìn về phía Lý bà, tiền bối, dẫn ta đến nội các. Lý bà lại lắc đầu, cậu Diệp, cậu có tấm lòng này là được rồi, còn việc đến nội các thì thôi vậy. Diệp Quân không hiểu, tại sao? Lý bà khẽ nói, chuyện này rất phức tạp. Diệp Quân trầm giọng nói, tiền bối muốn nói phe thế gia và phe tông môn sao? Lý bà gật đầu, thực lực của phe thế gia và phe tông môn này quá lớn, bà ấy không muốn Diệp Quân rơi vào trong mớ rắc rối này. Có tấm lòng này đã đủ rồi. Diệp Quân lại kiên trì nói, thế nhưng ta vẫn muốn tới nội các. Lý bà nhìn về phía Diệp Quân, không hiểu tại sao. Diệp Quân khẽ nói, hôm đó lúc quan chỉ cô nương nói lên bất bình vì ta có lẽ cũng đã biết hậu quả, nhưng cô ấy vẫn làm như vậy. Lý bà trầm mặc, hơi do dự. Diệp Quân nghiêm túc nói, vẫn mong tiền bối dẫn ta tới nội các, còn về những chuyện khác thì không cần nhiều lời nữa. Ta đã quyết định rồi. Lý bà nhìn Diệp Quân một hồi, sau đó thấy thái độ của Diệp Quân kiên quyết không giống như đang giả bộ mới gật đầu nói, được. Thật ra trong lòng bà ấy cũng đang rất khó chịu. Diệp chỉ quan rõ ràng không làm sai, dựa vào đâu phải chịu trừng phạt. Thế gian không có đạo lý nào như vậy. Chẳng mấy chốc, hai người đã thay đổi tuyến đường. Không lâu sau, hai người đi tới trước điện nội các của Thư viện Quan Huyên, bên dưới điện nội các có đặt một bức tượng. Kiếm chủ nhân gian. Diệp Quân liếc nhìn bức tượng của kiếm chủ nhân gian, sau đó đi vào trong điện nội các. Lúc sắp vào trong nội các, một luồng khí tức khủng bố bao trùm lấy Diệp Quân, dừng bước. Diệp Quân dừng lại, lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên khắp bốn phía, chuyện gì? Diệp Quân nhìn thẳng vào trong nội các, cáo trạng. Cáo trạng. Ăn nói hùng hồn. Hành động của Diệp Quân lập tức thu hút một số học viên thư viện đi qua. Lúc bọn họ nhìn thấy là Diệp Quân cũng đều sững sờ. Bây giờ Diệp Quân đã vô cùng nổi danh ở vũ trụ Quan Huyên, dù gì cũng là người dám đối địch với người mang thiên mệnh. Cáo trạng. Lúc nghe thấy câu nói này của Diệp Quân, cả đám học viên lập tức trở nên hứng thú. Chẳng mấy chốc, chuyện Diệp Quân báo cáo trạng đã nhanh chóng lan truyền khắp thư viện Quan Huyên, do đó càng lúc càng có nhiều học viên tìm tới đây. Nam Uyển. Lúc biết Diệp Quân vì mình mới tới cáo trạng với nội các, Diệp Quan chỉ cũng ngơ ngác, cô ấy không ngờ Diệp Quân lại vì mình mà làm vậy. Diệp Quan chỉ trầm mặc một lúc lâu, trên mặt đột nhiên xuất hiện một nụ cười động lòng người, trong lòng tràn ngập niềm vui khó tin, muốn tiếp tục đọc sách, nhưng không hiểu vì sao lại chẳng thể tiếp tục đọc được nữa. Gió nổi lên, khiến cho mặt hồ mùa xuân gợn sóng. Phía trước điện nội các, khắp cả học viện đều chấn động không thôi. Diệp Quân này đúng là hổ báo. Không chỉ dám đối đầu với người mang thiên mệnh mà bây giờ còn muốn tới nội các cáo trạng. Đương nhiên điều mà bọn họ càng hiếu kỳ hơn là Diệp Quân này muốn cáo trạng ai. Diệp Quân nhìn thẳng vào trong đại điện nội các, trong mắt không có chút e sợ nào. Trầm mặc một lúc, bên trong nội các lại vang lên một giọng nói cáo trạng ai. Diệp Quân bình tĩnh nói cáo trạng nội các. Cáo trạng nội các. Lời này vừa thốt ra, mọi người lập tức xôn xao. Diệp Quân này điên rồi sao? Lại đi cáo trạng nội các. Nội các là sự tồn tại thế nào? Đó là cơ quan có quyền lợi lớn nhất bây giờ ở vũ trụ Quan Huyên, cáo trạng nội các hả?
Ngươi cho rằng thư viện là do nhà ngươi mở ra à? Rõ ràng quá to gan. Bên trong nội các, giọng nói đó trở nên trầm mặc. Lúc này, Diệp Quân lại đột nhiên lên tiếng, Diệp Quân ta lúc ở thượng giới tranh đoạt võ bảng, vì tộc Chân Long cưỡng ép phá hoại quy tắc võ bảng nên ta đã kết thù với tộc Chân Long và nhà họ An. Quan chỉ cô nương xử lý công tâm, trừng trị nhà họ An nên mới đắc tội với phe thế gia và phe tông môn, do đó đã bị người ta cố ý đàn áp, bãi miễn chức chủ tịch, giam cầm ở Nam Uyển. Nói xong, hắn nhìn về phía nội các, ánh mắt lạnh lùng, xin hỏi nội các, thư viện này là của phe thế gia và phe tông môn hay là thư viện của kiếm chủ nhân gian? Nghe vậy, cả đám học viên đang có mặt đều lập tức biến sắc. Diệp Quân này thật sự điên rồi sao? Vậy mà lại công khai khiêu khích phe thế gia và phe tông môn, ánh mắt của rất nhiều học viên đã không còn thiện cảm, bởi vì bọn họ chính là đệ tử của tông môn và thế gia. Diệp Quân lại cực kỳ bình tĩnh. Phe thế gia, phe tông môn, chết tiệt, ai đối tốt với ta thì ta đối tốt với người đó. Hỗn láo. Lúc này, một ông lão đột nhiên bước tới từ phía bên cạnh, ông lão nhìn Diệp Quân, nói với vẻ bực dọc, ngươi là ai mà lại dám chất vấn quyết sách của nội các? Diệp Quân nhìn về phía ông lão, ông là người của nội các à? Ông lão lạnh lùng nói, không phải. Diệp Quân cau mày, vậy thì liên quan quái gì tới ông? Mọi người, ông lão nổi giận bừng bừng, người hỗn xược, ta là trưởng lão của Trung Khu Viện, người lại dám khinh thường ta. Diệp Quân nhìn về phía Lý bà bên cạnh, hoài nghi Trung Khu Viện làm cái gì thế? Lý bà giải thích, nội các có quyết sách gì đều phải gửi tới Trung Khu Viện, do Trung Khu Viện thực thi. Diệp Quân khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía ông lão kia, ta cáo trạng nội các thì có liên quan quái gì tới Trung Khu Viện của ông? Ngươi, ông lão cáu phát điên, Diệp Quân, ngươi đừng cho rằng ngươi có kiếm tông ủng hộ là có thể làm loạn. Diệp Quân nhìn ông lão, ông nhìn thấy ta làm loạn rồi à? Ông lão đang định lên tiếng, Diệp Quân lắc đầu, ông đừng làm nhảm nữa, ta không muốn nghe mấy lời vô bổ của ông, nếu như ông không thoải mái thì chúng ta đấu riêng một trận, ta chôn sống ông luôn. Ông lão điên tiết, đang định nói gì đó thì lúc này có một ông lão khác bước ra từ bên trong điện nội các. Nhìn thấy người này, tất cả mọi người đang có mặt đều vội vàng hành lễ, tham kiến Trương lão. Trương lão? Trương lão không phải là nhân vật lớn của nội các, nhưng ông ta là người duy nhất có thể tự do vào trong nội các, hơn nữa việc trở thành thành viên nội các của ông ta chỉ là vấn đề thời gian. Dù gì năm đó ông ta cũng là người do đích thân kiếm chủ nhân gian đề bạt. Nhìn thấy Trương lão, trưởng lão Trung Khu Viện cũng vội vàng cung kính hành lễ, chào Trương lão. Trương lão liếc nhìn ông lão lại vội vàng lên tiếng, Diệp Quân này coi thường luật pháp, phải lập tức tước bỏ thân phận học viên thư viện của hắn sau đó cho đi đày tới ngục thần chiêu. Hỗn láo! Trương lão đột nhiên gầm lên đầy phẫn nộ, giọng nói vang khắp không gian giống như kinh lôi. Mọi người ngẩn ra. Ông lão kia đầy kinh ngạc, Trương lão. Trương lão nhìn ông nói Diệp Quân coi thường luật pháp, vậy ta thử hỏi ông, cậu ta làm gì phạm pháp? Ông lão run giọng nói, cậu ta cáo trạng nội các. Mặt Trương lão không chút biểu cảm, ai quy định không thể cáo trạng nội các. Ông lão đột nhiên sững sờ. Chẳng mấy chốc, sắc mặt ông ta trở nên khó coi, mẹ nó, sự việc không được hợp lý lắm, Trương lão này hình như đang có ý thiên vị Diệp Quân. Trương lão nhìn ông lão, phu trưởng lão, ai quy định Diệp Quân không thể cáo trạng nội các. Theo ta được biết, hình như kiếm chủ nhân gian chưa từng quy định như vậy. Sao thế, ông còn lợi hại hơn cả kiếm chủ nhân gian hả? Phu trưởng lão lập tức biến sắc, vội vàng quỳ xuống, Trương lão, ta sai rồi. Mọi người nhìn Phu trưởng lão, vẻ mặt kỳ quái, lão già này vốn định nịnh nọt nội các, vậy mà lại phản tác dụng luôn rồi. Trương lão khẽ gật đầu, người nắm quyền thư viện giống như trên người có vũ khí sắc bén, dễ nảy sinh ý định chém giết. Vậy nên những người nắm quyền thư viện như bọn ta không thể không thận trọng, càng không được lạm dụng quyền lợi, hiểu chưa? Phu trưởng lão vội vàng nói, hiểu rồi, thuộc hạ biết sai rồi. Những người đang có mặt cũng vội vàng gật đầu tỏ ý tán đồng. Diệp Quân liếc nhìn Trương lão, ông già này có vẻ không tệ nhỉ. Trương lão xua tay, lui xuống đi. Phu trưởng lão liếc nhìn Diệp Quân, sau đó vội vàng lui xuống.
Trương lão nhìn về phía Diệp Quân, ông ta quan sát Diệp Quân một lượt, vẻ mặt dịu dàng, cười nói, người muốn cáo trạng nội các ư? Diệp Quân gật đầu, phải. Trương lão gật đầu, vậy theo ta vào trong. Nói xong, ông ta quay người đi vào trong nội các. Diệp Quân do dự một lát, sau đó nói, mấy người sẽ không lừa ta vào trong rồi đánh hội đồng ta đấy chứ. Hắn vẫn có phòng bị nội các này. Dẫu sao ngay cả người tốt như Diệp Quan chỉ cũng bị bắt nhốt thì chắc chắn là không tốt đẹp gì. Trương lão nghe thấy lời này của Diệp Quân thì buột miệng cười, ngươi sợ sao? Diệp Quân lắc đầu, không sợ. Dứt lời, hắn cùng đi vào trong. Có điều trong lòng hắn lại nói, Tháp gia, ngươi có quen ông lớn của thư viện không? Tiểu Tháp bình tĩnh nói, ta quen biết tất cả ông lớn của thư viện Quan Huyên. Mặt Diệp Quân tối sầm lại, Tháp gia, ta đang nói chuyện nghiêm túc với ngươi, ngươi đừng có mà giả bộ. Thói quen này của ngươi không biết học từ ai, phải thay đổi đi. Tiểu Tháp trầm mặc. Tại sao lúc bản thân nói thật thì tên này lúc nào cũng không tin? Chẳng mấy chốc, dưới ánh nhìn chăm chú của cả đám học viên, Diệp Quân cùng Trương lão đi vào trong nội các. Bên ngoài điện, đám học viên đều đang hiếu kỳ, nội các sẽ xử lý Diệp Quân thế nào? Khiêu chiến quyền uy của nội các. Chuyện đó chắc chắn không được, nội các e là sẽ giết gà dọa khỉ. Lý bà nhìn Diệp Quân, trong mắt ngập tràn vẻ lo lắng, bà ấy cũng không xác định được thái độ của nội các. Sau khi vào điện nội các, Diệp Quân phát hiện nội các rất rộng, nơi không xa có một chiếc bàn lớn, bên trên bày đầy bản tấu, phía sau bàn lớn có một người phụ nữ đang ngồi đọc gì đó. Lúc này, người phụ nữ đặt cây bút trong tay xuống, bà ấy nhìn về phía Diệp Quân. Khẽ cười nói, người muốn cáo trạng nội các hả? Diệp Quân gật đầu, phải. Người phụ nữ cười nói, Trương lão, lấy cho hắn một cái ghế đặt trước bàn sách. Trương lão gật đầu, sau đó chuyển một cái ghế tới trước mặt người phụ nữ. Người phụ nữ nhìn về phía Diệp Quân, cười nói, ngồi đi. Diệp Quân hoài nghi, người của nội các cũng hiền lành quá nhỉ. Không nghĩ gì nhiều, Diệp Quân đi tới trước mặt người phụ nữ rồi ngồi xuống. Người phụ nữ nhìn Diệp Quân, trên mặt nở nụ cười, không nói gì cả. Diệp Quân nghĩ ngợi, sau đó lấy Tháp gia ra, không có ý gì khác, chỉ là cảm thấy có Tháp gia ở đây thì trong lòng bình tĩnh hơn. Có việc thì Tháp gia gánh trước đã. Tháp gia không gánh nổi thì bản thân gánh. Tiểu Tháp. Nhìn thấy Diệp Quân lấy Tiểu Tháp ra ngoài, người phụ nữ lập tức bật cười, thật đúng là một kẻ tinh danh. Thấy người phụ nữ mỉm cười. Diệp Quân do dự một lát, sau đó hỏi, tiền bối quen với Tháp gia của ta sao? Người phụ nữ chớp mắt, quen chứ? Trong lòng Diệp Quân chấn động, vội vàng nói, quen thật à? Người phụ nữ gật đầu, thật đấy. Diệp Quân khẽ nói, Tháp gia quan hệ rộng thật đấy. Người phụ nữ phá lên cười. Trương lão phía bên cạnh cũng bật cười, ông ta nhìn Diệp Quân, trong mắt ngập tràn vẻ dịu dàng. Diệp Quân thấy hơi hoài nghi, tiền bối cười gì vậy? Người phụ nữ cười nói, không có gì, không phải ngươi muốn cáo trạng nội các sao? Bây giờ ngươi bắt đầu đi. Diệp Quân nghĩ ngợi, sau đó trầm giọng nói, tiền bối, Diệp Quan chỉ cô nương sai ở đâu? Người phụ nữ cười nói, không sai. Diệp Quân khẽ nhíu mày, vậy tại sao mấy người lại bắt cô ấy? Người phụ nữ nói, bắt nhầm rồi. Diệp Quân ngẩn ra. Mẹ kiếp. Người phụ nữ cười nói, bọn ta đã điều tra rõ ràng, cô ấy không sai, vậy nên bọn ta đang chuẩn bị thả cô ấy ra ngoài. Diệp Quân trầm mặc, mấy người nói chuyện nhanh gọn như vậy, ta thật sự không biết nên làm thế nào luôn đấy. Người phụ nữ cười nói, ngươi còn gì muốn hỏi nữa không? Diệp Quân hỏi, lúc nào mấy người thả Diệp Quan chỉ cô nương ra? Người phụ nữ khẽ cười, sẽ thả nhanh thôi. Bọn ta đang thu thập chứng cứ tội ác lúc đầu của nhà họ An và tộc Chân Long, chỉ cần thu thập đủ thì bọn ta sẽ lập tức thả Diệp Quan chỉ cô nương ra. Dù gì bọn ta cũng phải làm theo quy trình của thư viện, người nói xem có phải không? Diệp Quân liếc nhìn người phụ nữ, không phải đang giở trò đấy chứ? Người phụ nữ cười nói, yên tâm, bọn ta sẽ không giở trò đâu. Nói xong, bà ấy mở lòng bàn tay ra, một trang pháp chỉ xuất hiện trước mặt Diệp Quân. Ngươi xem, bọn ta đã ký xong pháp chỉ thả quan chỉ cô nương rồi. Chỉ cần hoàn thành quy trình thì sẽ lập tức thả cô ấy ra. Diệp Quân liếc nhìn tờ pháp chỉ đó,
sau đó gật đầu, được. Có vẻ như nghĩ tới điều gì, hắn do dự một lát, sau đó nói, tiền bối, kiếm thanh huyên của kiếm chủ nhân gian ở trong thư viện sao? Người phụ nữ gật đầu, ừ. Diệp Quân nói, ta có thể mượn dùng được không? Người phụ nữ cười nói, được, nhưng phải đợi ngươi thắng trận tỷ võ. Thắng trận. Diệp Quân trầm mặc hồi lâu, sau đó gật đầu, được. Người phụ nữ khẽ cười, còn chuyện gì nữa không? Diệp Quân đứng dậy, chắp tay, tiền bối làm việc tiếp đi, ta xin cáo từ. Nói xong, hắn quay người rời đi. Người phụ nữ đột nhiên nói, chờ đã. Diệp Quân nhìn về phía người phụ nữ, vẻ mặt hoài nghi, người phụ nữ chỉ vào tiểu tháp, cười nói, ngươi không cần tháp này nữa sao? Tiểu tháp. Nghe người phụ nữ nói vậy, Diệp Quân mỉm cười, xoay người đi tới trước bàn, cầm tiểu tháp lên, sau đó rời đi. Không thể mất tháp ra. Trong những trận lớn, phải có tháp ra mới chống đỡ được. Thấy Diệp Quân rời đi, Trương lão vội vàng đứng dậy tiễn hắn, vừa tiến đến cửa, Trương lão nói, cẩn thận bậc thềm, kẻo ngã. Vẻ mặt Diệp Quân cứng đờ. Trương lão, ông nghiêm túc à? Thấy Diệp Quân sững sờ, Trương lão lấy ra một chiếc nhẫn không gian đặt vào túi Diệp Quân, nghiêm túc nói, vấn đề ngươi nói ta đã hiểu rồi, ngươi yên tâm, nội các ta sẽ cải thiện, nhân viên nội các cũng sẽ tự kiểm điểm lại. Để cảm ơn ngươi đã đưa ra ý kiến quý giá như vậy, ta quyết định thưởng cho ngươi, đây là phần thưởng cho vấn đề của ngươi. Nói xong, không đợi Diệp Quân trả lời, ông ta quay người rời đi. Diệp Quân nhìn Trương lão biến mất ở phía xa, đầu óc còn đang ong ong, lúc định thần lại, hắn lấy chiếc nhẫn không gian ra, trong nhẫn có 500 vạn tiên tinh. 500 vạn! Mẹ kiếp! Diệp Quân ngây người tại chỗ. Lúc này, hắn hoàn toàn chết lặng. 500 vạn tiên tinh, không phải kim tinh, mà là tiên tinh. Đặt một câu hỏi đã cho 500 vạn tiên tinh. Hắn không tin nổi. Diệp Quân trầm mặc một lát rồi nói, tháp gia, bọn họ nể mặt ngươi mới làm vậy, phải không? Tháp gia nhanh chóng đáp, đúng. Không thể để tên nhãi này nghĩ nhiều được, suy nghĩ của hắn quá đáng sợ. Diệp Quân suy tư hồi lâu rồi hỏi, tháp gia, bọn họ vừa đối xử với ta rất ôn hòa, đặc biệt là Trương lão, không chỉ ôn hòa với ta mà còn tôn kính, nhưng lại hơi bình đạm với ngươi. Ngươi chắc là nể mặt ngươi chứ không phải nể mặt cha ta à? Tiểu tháp. Lúc này, Lý bà vội vàng chạy tới đón, Diệp công tử, cậu không sao chứ? Diệp Quân thu hồi suy nghĩ, lắc đầu cười nói, không sao. Lý bà thở phào nhẹ nhõm, gật đầu nói, không sao là tốt rồi, chúng ta đến Nam Uyển thôi. Diệp Quân gật đầu, được. Gặp Diệp quan chỉ cô nương trước đã. Chuyện của tháp gia sau này từ từ xử lý cũng được. Sau khi Diệp Quân và Lý bà rời đi, đám học viên của học viện Quan Huyên đều đầy vẻ nghi ngờ. Diệp Quân đã nói chuyện gì trong nội các? Nội các sẽ thả Diệp quan chỉ sao? Mọi người đều nghi hoặc. Trong nội các, Trương lão cung kính đứng bên cạnh Lý Bán Chi. Lý Bán Chi nhẹ nhàng nói, ông thấy cậu ta thế nào? Trương lão đáp, thiên tài hiếm có. Trăm vạn năm có một. Lý Bán Chi bật cười không nói gì. Trương lão cười khổ, ta không có ý nịnh nọt gì, ta nói thật. Lý Bán Chi nhẹ nhàng nói, thật sự rất xuất sắc. Trương lão gật đầu, đúng vậy. Lý Bán Chi nói, ám u viện chủ. Vừa dứt lời, một bóng người xuất hiện. Lý Bán Chi hỏi, phía tiên bảo các có động tĩnh gì không? Bóng người gật đầu, bọn họ đang điều động tiên binh, đạo binh. Còn có một phần võ vệ của thư viện Quan Huyên nữa. Võ vệ trong võ các. Lý Bán Chi nheo mắt, ánh mắt trở nên lạnh lùng, theo dõi sát sao chút. Ám U gật đầu rồi lặng lẽ rời đi. Nam Uyển. Không lâu sau, Diệp Quân và Lý bà đã đến Nam Uyển. Bên hồ nước, Diệp Quân nhìn thấy Diệp Quan Chỉ. Hôm nay Diệp Quan Chỉ mặc một chiếc váy dài màu trắng, trông vô cùng trong sáng, trên eo buộc một chiếc dây màu tím. Khiến cô ấy càng thêm thanh lịch và tao nhã. Diệp Quan Chỉ nhìn Diệp Quân, miệng nở nụ cười, đôi mắt trong veo như mặt nước mùa thu, khuôn mặt tinh xảo hoàn mỹ, dù là ở trong cả vũ trụ Quan Huyên thì cũng là tuyệt sắc. Diệp Quan Chỉ mỉm cười, Diệp công tử, lâu rồi không gặp. Diệp Quân cũng nhoẻn miệng cười, xin chào Quan Chỉ cô nương. Lý bà nhìn hai người họ, sau đó lùi lại.
Diệp Quan chỉ quan sát Diệp Quân, khóe môi khẽ nhếch lên, kiếm đế. Diệp Quân gật đầu. Diệp Quan chỉ chớp mắt, bọn họ nói công tử đã đạt đến đại kiếm đế rồi. Diệp Quân cười nói, chỉ cần muốn thì lúc nào cũng được. Nghe vậy, hai mắt Diệp Quan chỉ sáng lên, thật lợi hại. Diệp Quân hơi do dự rồi nói, xin lỗi, liên lụy cô bị nhốt lâu như vậy. Diệp Quan chỉ lắc đầu cười, không sao, ta chỉ làm những gì ta cho là đúng. Diệp Quân nhìn Diệp Quan chỉ, thầm thở dài trong lòng, cô gái này thật tốt. Diệp Quan chỉ đặt cuộn sách cổ sang một bên, sau đó liếc nhìn xung quanh, thời gian này ở đây đọc sách, ta đã học được rất nhiều. Diệp Quân cười nói, ví dụ như, Diệp Quan chỉ đáp, có một số chuyện thật sự khó mà thay đổi. Trước đây, rất nhiều chuyện ta đã suy nghĩ quá đơn giản. Đương nhiên, nói đến đây, cô ấy khẽ mỉm cười, ta cũng sẽ không bỏ cuộc. Ta rất thích một câu nói của Tần Các chủ trong Tiên Bảo Các, đó là tuy đường xa nhưng đi mãi sẽ tới, tuy việc khó nhưng làm ắt sẽ thành. Diệp Quân khẽ gật đầu, lúc nãy ta đã đến nội các, vị tiền bối trong nội các nói sẽ thả cô ra sớm thôi. Diệp Quan chỉ cười nói, thật sao? Diệp Quân gật đầu, nhìn bà ấy không giống đang nói dối. Diệp Quan chỉ mỉm cười, đừng nói chuyện của ta nữa. Nói chuyện của công tử đi. Diệp Quân hơi tò mò, chuyện gì của ta? Diệp Quan chỉ đáp, công tử trở thành kiếm đế nhanh như vậy thật không đơn giản. Trước đây công tử từng nói công tử có một vị tháp gia, là người đó dạy công tử kiếm đạo sao? Diệp Quân gật đầu, có thể coi là vậy. Diệp Quan chỉ mím môi cười, ý công tử là sao? Diệp Quân đáp, Quan chỉ cô nương, chúng ta có nên đấu thử chút không? Trận đấu trước hắn đã thua thảm hại. Lần này, hắn muốn đấu lại. Diệp Quan chỉ chớp mắt, ta không thích đánh nhau. Nhưng nếu công tử muốn thì trau dồi chút cũng được. Diệp Quân cười nói, được. Diệp Quan chỉ nhìn xung quanh rồi nói, chúng ta phải đổi địa điểm khác. Diệp Quân nói, có thể ra ngoài không? Diệp Quan chỉ đáp, thử xem. Nói xong cô ấy đi ra ngoài, lúc này, một luồng khí tức đột nhiên khóa chặt cô ấy lại. Diệp Quan chỉ khẽ cười nói, ta và Diệp công tử đấu một trận rồi quay lại. Một lát sau, khí tức kia biến mất. Diệp Quan chỉ nhìn Diệp Quân, cười nói, đi thôi. Diệp Quân gật đầu, ừ. Chẳng mấy chốc, hai người thông qua trận pháp dịch chuyển đến một khoảng tinh không. Diệp Quan chỉ nhìn xung quanh rồi nói, đây là nơi tu luyện của ta, sẽ không có ai phát hiện ra nơi này. Hiển nhiên, cô ấy không muốn cho người khác xem trận đấu giữa mình và Diệp Quân, dù sau hai tháng sau Diệp Quân cũng sẽ phải đấu với người mang thiên mệnh. Diệp Quân nhìn Diệp Quan chỉ cô nương, ta xuất kiếm nhé. Diệp Quan chỉ gật đầu, được. Vụt, bỗng chốc, không gian trước mặt Diệp Quan chỉ nứt lìa, một thanh kiếm phóng tới. Thuấn sát nhất kiếm. Hơn nữa còn là một nhát kiếm phá quy tắc, nhát kiếm này không phải khí kiếm, mà là kiếm rồng kêu hay còn gọi là kiếm long ngâm. Đối mặt với Diệp Quan chỉ, hắn không dám khinh thường. Nhưng khi thanh kiếm kia cách trước mặt Diệp Quan chỉ hơn 10 tấc, một luồng sức mạnh thần bí chân áp kiếm long ngâm. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Quân khẽ híp mắt, hơi kinh ngạc. Lúc này, Diệp Quan chỉ nhìn Diệp Quân, nâng tay phải lên, sau đó nhẹ nhàng áp xuống, chấn. Bùm! Bỗng chốc, không gian xung quanh Diệp Quân chấn động kịch liệt, sau đó, một luồng sức mạnh thần bí bao quanh Diệp Quân, đồng thời, vô số văn tự màu vàng xuất hiện xung quanh, những văn tự màu vàng này giống như nòng nọc, trôi nổi trong không gian, chúng tỏa ra sức mạnh đáng sợ, chấn áp Diệp Quân. Giờ phút này, Diệp Quân có cảm giác như có trăm ngọn núi đè lên, cả người không thể động đậy, hơn nữa, sức mạnh kia càng lúc càng mạnh. Diệp Quân nắm chặt hai tay. Bùm! Một luồng kiếm thế mạnh mẽ từ trong cơ thể hắn bộc phát, lúc này, tay phải của Diệp Quân chỉ lại ấn xuống. Rầm! Kiếm thế Diệp Quân vừa phóng ra lập tức bị nghiền nát, nhưng vào lúc này, không gian xung quanh Diệp Quân chỉ nứt lìa, vô số thanh phi kiếm chém nứt, tốc độ cực nhanh. Mắt thường chỉ thấy kiếm quang, không nhìn rõ thanh kiếm. Diệp Quan chỉ hơi bất ngờ, Diệp Quân lúc này không thể ngưng tụ phi kiếm, nhưng không gian xung quanh cô ấy lại có phi kiếm phóng tới. Điều này có nghĩa là những thanh phi kiếm này đã được giấu trong bóng tối từ trước. Không suy nghĩ nhiều, Diệp Quan chỉ nhẹ nhàng phất tay. Bùm,
những thanh phi kiếm kia bị đánh bay trong nháy mắt, nhưng đúng lúc này, Diệp Quân ở phía xa đột nhiên phóng kiếm ra. Rắc! Vừa xuất kiếm, không gian trước mặt hắn nứt toác, trong khoảnh khắc không gian trước mặt Diệp Quan chỉ nứt ra, một thanh kiếm lại phóng tới. Thuấn sát nhất kiếm. Đối mặt với thanh kiếm đáng sợ này, Diệp Quan chỉ chợt kẹp ngón tay lại, cái kẹp tay này không ngờ lại kẹp chặt thanh kiếm của Diệp Quân. Rầm! Không gian xung quanh Diệp Quan chỉ chấn động kịch liệt sau đó nứt ra. Không gian phía sau Diệp Quan chỉ cũng nứt lìa, một thanh kiếm đột ngột bay tới. Nhát kiếm này mới thật sự là sát chiêu. Vẻ mặt Diệp Quan chỉ vẫn rất bình tĩnh, cô ấy đột nhiên biến mất tại chỗ như ma quỷ, nhát kiếm đâm vào hư không. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Quân hơi nheo mắt, đột nhiên quay người lại, trong khoảnh khắc đó, sắc mặt hắn thay đổi kịch liệt, bởi một luồng sức mạnh thần bí đáng sợ lại bao vây lấy hắn, văn tự màu vàng thần bí lại xuất hiện trên không trung. Lại bị chấn áp lần nữa. Nhưng vào lúc sức mạnh đáng sợ kia xuất hiện, Diệp Quân đã tung nắm đấm. Liệt thế thốn kình. Bùm. Trong nháy mắt, một luồng sức mạnh đáng sợ nổ ra trước mặt Diệp Quân, luồng sức mạnh đáng sợ nghiền nát không gian xung quanh. Cùng lúc đó, Diệp Quan chỉ bị luồng sức mạnh đáng sợ đẩy lùi mấy chục trượng, nơi nào nó đi qua, không gian đều nứt lìa, sức mạnh vô cùng đáng sợ. Trong lúc lùi lại, trong mắt Diệp Quan chỉ đầy vẻ kinh ngạc, khi cô ấy lùi lại, một thanh kiếm đã phóng tới trước mặt cô ấy. Diệp Quan chỉ điểm vào phía trước, phía trên đầu ngón tay, một luồng sáng màu vàng phóng tới. Bùm! Một luồng ánh sáng vàng đột nhiên bộc phát, kiếm của Diệp Quân bị ấn chặt tại chỗ, nhưng lúc này, vô số thanh kiếm phi bay ra, chém về phía Diệp Quan chỉ. Diệp Quan chỉ lùi lại 10 trượng, hơn chục thanh kiếm phi kia chém vào không trung. Lúc này, Diệp Quân lại biến mất tại chỗ. Vụt! Một tia kiếm quang xẹt qua. Diệp Quan chỉ xòe bàn tay ra, sau đó nhẹ nhàng nâng về phía trước. Ầm! Ngay lập tức, khoảng không trước mặt cô ấy bị nâng lên. Ầm ầm! Diệp Quân cũng bị luồng sức mạnh đáng sợ đó đẩy lùi mấy trăm trượng, hắn vừa dừng lại, vô số văn tự màu vàng xuất hiện xung quanh hắn, sau đó, từng luồng uy lực phóng tới, áp chế hắn tại chỗ. Diệp Quân vừa định ra tay, Diệp Quân chỉ đã điểm nhẹ một cái, chính khí trời đất cuộn trào, lên. Bùm! Đột nhiên, vô số sức mạnh thần bí tỏa ra giữa trời đất, những sức mạnh này đều phóng vào những ký tự màu vàng kia, trong nháy mắt, sức mạnh đáng sợ xung quanh Diệp Quân tăng lên. Bùm! Lúc này, Diệp Quân cảm thấy như có hàng vạn ngọn núi đè lên người. Hắn cảm thấy cả người như sắp nổ tung. Diệp Quân nắm chặt tay. Hắn muốn rút kiếm ra nhưng không được. Trừ phi tiến lên một bước, đạt đến đại kiếm đế. Lúc này, trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện một giọng nói thần bí, cô ấy dùng văn tự tạo thành vực, tại sao ngươi không dùng kiếm tạo thành vực? Đây không phải giọng tháp gia, là giọng nữ. Diệp Quân sững sờ. Giọng nói đó lại vang lên, dùng kiếm hình thành vực có thể phá vỡ. Diệp Quân lắc đầu, không. Giọng nói bí ẩn ngừng lại. Diệp Quân nắm chặt tay phải. Rắc! Một luồng sức mạnh đáng sợ tỏa ra từ nắm đấm của hắn. Liệt thế thốn kình. Rắc! Sức mạnh cường đại khiến xung quanh chấn động kịch liệt, nhưng ngay sau đó, Diệp Quân lại thi triển liệt thế thốn kình 3 lần liên tiếp. Bùm bùm bùm! Không gian xung quanh Diệp Quân vỡ vụn. Diệp Quân biến mất tại chỗ, rồi xuất hiện trước mặt Diệp Quan chỉ. Diệp Quan chỉ hơi nheo mắt. Lùi về phía sau một bước, văn vực lại xuất hiện. Nhưng lúc này, Diệp Quân lại chém liên tiếp 10 nhát kiếm. Rắc! Một góc của văn vực bị xé rách. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Quan chỉ và giọng nói bí ẩn cùng nói, dĩ điểm phá diện. Giọng nói bí ẩn nói, thiên tài hiếm có, kiếm tu trời sinh. Tiểu tháp cười lớn, ta dạy tốt thật, ta thật tài giỏi, ha ha ha. Giọng nói bí ẩn, thiên kiếp. Dĩ điểm phá diện. Diệp Quan chỉ nhìn Diệp Quân, ánh mắt lóe lên vẻ kinh hoàng và ngạc nhiên, người đàn ông trước mặt này yêu nghiệt quá, quả là kỳ tài. Diệp Quân ở một bên hít sâu một hơi, thật ra lúc nãy hắn cũng vừa nghĩ ra ý nghĩ kỳ quái, tốc độ của mình nhanh như vậy tại sao không tập trung sức mạnh lại một chỗ. Thế nên hắn muốn thử xem. Nhưng hắn lại không ngờ, vừa thử thì lại thấy uy lực mạnh như thế. Tập hợp sức mạnh lại một chỗ. Dĩ điểm phá diện.
Diệp Quan chỉ bước đến trước mặt Diệp Quân, cô ấy cười nói, chiều vừa rồi là người khác dạy cho công tử sao? Diệp Quân lắc đầu, chỉ là ta bỗng nghĩ ra thôi, thế là muốn thử xem. Nghe vậy, Diệp Quan chỉ lập tức khen ngợi, Diệp công tử đúng là kỳ tài. Diệp Quân khẽ cười, hơi ngượng sờ đầu, sau đó nghiêm túc nói, không có, cô mới lợi hại, văn vực của cô rất mạnh. Hắn không hề nói dối, văn vực đó của Diệp Quan chỉ vô cùng đáng sợ, hắn cũng bị áp chế sau khi cô ấy xuất chiêu. Mặc dù bị áp chế nhưng hắn cảm thấy càng phấn khích. Đây mới là cường giả thật sự. Đánh nhau với cô ấy đúng là sảng khoái. Diệp Quân nhắm mắt lại, thầm nói, tháp gia, ta muốn. Muốn nói lại thôi. Tiểu tháp tò mò hỏi, người muốn gì? Diệp Quân trầm giọng nói, ta muốn khoe khoang một chút. Tiểu tháp. Diệp Quân thấp giọng thở dài, người có tài trong thế hệ trẻ này quá ít, ta muốn bị người khác áp chế để đánh, ta muốn bị treo đánh, ta rất muốn bị đánh bại, thật đấy. Tiểu tháp lặng thinh không nói. Nó nghĩ đến một người. Tiêu Giao Tử bất khả chiến bại. Tiểu tháp thầm thở dài, tâm kiếm tu của tên này quá giống với kiếm tu Tiêu Giao, thảo nào lúc đầu lại có thể khiến kiếm ý mà Tiêu Giao Tử để lại ưng ý. Diệp Quan chỉ bỗng nói, Diệp công tử khiến ta ngạc nhiên thật sự. Vừa là kiếm đế, vừa là võ thần, quả là quá lợi hại. Diệp Quân bỗng hỏi, Quan chỉ cô nương, lúc nãy chắc cô vẫn chưa đánh hết toàn lực, đúng chứ? Diệp Quan chỉ chớp mắt, sau đó mím môi cười, không nói gì. Diệp Quân lắc đầu cười, cô nương này đúng thật là không thi triển toàn bộ thực lực của mình. Diệp Quan chỉ khẽ cười nói, công tử và ta là bạn nên ta không thể có ý chém giết với công tử, nếu đã không có ý chém giết thì dĩ nhiên sẽ không đánh ra toàn lực, giống như công tử cũng không có ý chém giết với ta vậy, đúng chứ? Diệp Quân gật đầu, cũng đúng. Diệp Quan chỉ nghiêm túc nói, Diệp công tử, thực lực hiện giờ của công tử quả thật rất nghịch thiên, nhưng công tử cũng có điểm yếu. Diệp Quân vội nói, mong cô nương chỉ bảo. Diệp Quan chỉ mỉm cười, giơ một ngón tay lên, thứ nhất là công tử có thể phá quy tắc, nhưng trên quy tắc là vực, mà hiện giờ công tử rất mất sức khi phá vỡ vực, nếu gặp phải vực mạnh thì công tử sẽ cực kỳ bị động. Diệp Quân gật đầu, ta cảm nhận được. Diệp Quan chỉ nói tiếp, thứ hai là cảnh giới của công tử. Cảnh giới của công tử lại thấp, đây là khuyết điểm lớn nhất của công tử, giống như lúc nãy, ta chỉ cần dây dưa với công tử thêm một chút, sau nửa canh giờ, huyền khí của công tử sẽ cạn kiệt, không thể đánh tiếp được nữa. Diệp Quân gật đầu, đúng thế. Diệp Quan chỉ lại nói, thứ ba, tốc độ của công tử vẫn chưa đủ nhanh. Diệp Quân sửng sốt. Diệp Quan chỉ cười nói, rất bất ngờ nhỉ. Diệp Quân gật đầu, cô là người đầu tiên nói tốc độ của ta vẫn chưa đủ nhanh. Diệp Quan chỉ mỉm cười, nếu tốc độ của công tử nhanh hơn gấp 2 lần nữa thì vực của ta không thể tiếp được chiêu của công tử. Nhanh hơn gấp 2 lần. Diệp Quân cười khổ. Bây giờ tốc độ của hắn đã rất khủng khiếp, muốn tốc độ tăng lên gấp đôi, bản thân hắn cũng cảm thấy bất thường. Diệp Quan chỉ bỗng nói, cảnh giới hiện giờ của công tử quá thấp, cơ thể công tử không phải là quá mạnh. Muốn nhanh hơn gấp đôi quả thật hơi khó, nhưng công tử có thể sử dụng thân pháp kỹ. Nếu dùng đến thân pháp kỹ, tốc độ của công tử sẽ chắc chắn sẽ xảy ra biến chất thêm lần nữa. Diệp Quân sửng sốt, thân pháp kỹ. Diệp Quan chỉ gật đầu, đúng vậy. Diệp Quan chỉ nghiêm túc nói, tốc độ hiện giờ của công tử đã đạt đến cực hạn mà cảnh giới và cơ thể có thể chịu đựng được, cho nên muốn tăng tốc độ thì chỉ có hai cách, một là nâng cao cảnh giới và cơ thể của công tử. Sau đó tăng tốc độ lên. Hai là sử dụng thân pháp kỹ. Cô ấy ngẫm nghĩ, sau đó nói, tốc độ bây giờ của công tử là tốc độ vật lý, còn thân pháp kỹ lại bằng với tốc độ ma pháp. Diệp Quan chỉ lắc đầu cười nói, từ vật lý này là do Tần các chủ truyền lại từ hệ Ngân Hà, lần đầu nghe nói đến ta cũng rất ngạc nhiên, sau này nếu có cơ hội nhất định phải đến hệ Ngân Hà xem thử, nghe nói người ở đó đều thích nói mấy từ kiểu hung bạo đó. Chẳng hạn như mấy từ địch, mẹ nó, vậy đó. Cô ấy không khỏi bật cười, cô ấy đã đọc không ít sách về hệ Ngân Hà. Diệp Quân lắc đầu khẽ cười, sau đó nói, ta cũng từng nghĩ đến thân pháp kỹ mà cô nói nhưng ta không có võ kỹ. Diệp Quan chỉ lập tức nói, ta có. Diệp Quân do dự một lát rồi nói, ờ thì cô bán giá có đắt không?
Diệp Quan chỉ liếc Diệp Quân, nếu lấy tiền thì ta đâu muốn nói với công tử nữa. Diệp Quân nói, nếu lấy mà không đưa tiền như vậy, ta cũng cảm thấy ngượng lắm. Diệp Quan chỉ nói, không sao. Nói rồi cô ấy bước đến trước mặt Diệp Quân, sau đó xòe bàn tay ra, một quyển trục màu đen xuất hiện trong tay cô ấy. Diệp Quân, đây là... Diệp Quan chỉ nói, kinh lôi, là thứ mạnh nhất trong thân pháp cấp giản của thư viện. Diệp Quân trầm giọng nói, hôm đó ta cũng nhìn thấy Lục Thiên đó thi triển cái này. Diệp Quan chỉ gật đầu, gã là người mang thiên mệnh, chắc chắn thư viện sẽ đưa cho gã những thứ tốt nhất. Diệp Quân hỏi, cấp giản trong thư viện có cấp bậc cao nhất sao? Diệp Quan chỉ cười nói, tất nhiên không phải. Diệp Quân ngờ vực, vậy tại sao thư viện lại không đưa cho gã thứ có cấp bậc cao nhất? Diệp Quan chỉ nói, vì gã không thể tu luyện được thứ có cấp bậc cao nhất. Diệp Quân càng khó hiểu, tại sao? Diệp Quan chỉ cười nói, xem ra công tử vẫn chưa quá hiểu về hệ thống cảnh giới này. Diệp Quân vội gật đầu, đúng là như thế. Diệp Quan chỉ nói, công tử có biết trên đăng phong là cảnh giới gì không? Diệp Quân lắc đầu, bây giờ cảnh giới của hắn vô cùng thấp nên không quan tâm quá nhiều đến cảnh giới. Diệp Quan chỉ cười nói, ta giải thích cho công tử rõ, trên đăng phong là tạo cực, thật ra đăng phong và tạo cực có thể gọi là một cảnh giới, tức là đăng phong tạo cực là gì? Tất cả cảnh giới trước đều đã đạt tới cực hạn của bản thân, nếu có thể làm được như vậy. Tiến lên thêm một bước nữa chính là chí cảnh. Tất nhiên muốn đạt đến chí cảnh vô cùng khó, vì sau khi đạt tới đăng phong tạo cực sẽ phải trải qua thiên kiếp. Diệp Quân nhíu mày, thiên kiếp. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 17.